Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3611, Mộc Trưởng Lão. Không được, Lưu Lộ Kiệt lắc đầu. Vừa rồi chúng ta đơn độc khiêu chiến đã thất bại, lần này lại đi vào Thông Thần Điện, chỉ là quần chúng, không thể động thủ lần nữa. Nếu không mỗi người sau khi bị giết, đều thay nhau lên, còn có công bằng gì đáng nói. Đối phương một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, bọn họ luân xa chiến đã rất mất mặt, nếu cường giả như hắn chết rồi, thay ngựa giáp xông lên, chết đổi lại cái bí danh, bị những người khác biết, còn không bị chê cười chết. Thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Đây là kiêu ngạo của đệ tử Lăng Vân Kiếm Các, cũng là kiên trì trong lòng. Sư huynh dạy phải, là ta càn rỡ. Lui về sau một bước, Vương Kiệm Đông xấu hổ. Là hắn quá muốn giết chết đối phương mới toát ra ý tưởng, giờ phút này suy nghĩ một chút quả thực không thích hợp. Kiếm, Vạn Minh Chi Vương, muốn luyện kiếm, trước luyện tâm, nếu như ngay cả ngạo khí cùng kiên trì cũng không có, còn có tư cách gì thu hoạch được kiếm ý công nhận, trở thành cao thủ kiếm đạo chân chính. Từ đó danh chấn thiên hạ. Lần này là cùng sư tỷ tới, sư tỷ đã bị giết, chúng ta cũng nhanh trở về đi, nếu không ta sợ nàng tức giận. Thấy đối phương rõ ràng, Lưu Lộ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, đang muốn rời Thông Thần Điện, trở lại thực tế, đột nhiên cổ họng tê dần, muốn quay đầu, lại phát hiện đầu lần nữa thấy cái mông cùng gót chân. Mẹ nó! Con mắt nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy ta rất biết điều vừa rồi xông vào đám người, không những không có bị chém giết. Ngược lại giống như máy ủi đất, không ngừng đi thẳng về phía trước, mỗi đi về phía trước một bước, liền có một đám lớn đầu bị chặt xuống. Sở dĩ bị giết, chính là bởi vì cách đối phương quá gần, kiếm khí tán giật ra tiện tay chém đầu hắn xuống. Người ta giết những người khác, phát ra một đạo kiếm khí nhỏ yếu, liền có thể giết hắn. Còn muốn đánh lén? Lén cái rằm a hát? Thế thì còn đánh như thế nào? Vẻ mặt u oán, đầu rơi trên mặt đất, giống như bóng ra bắn vài cái. Ngay sau đó nhìn thấy đầu của Vương Kiệm Đông cũng giống như mình, ở trên mặt đất không ngừng bắn qua bắn lại. Nhìn biểu lộ của đối phương cũng đầy bi thương. Ta là tới xem náo nhiệt, vô tội a. Người vô tội cũng giết, còn biết xấu hổ hay không, có thiên lý hay không. Hô, ý thức lần nữa quay về, Lưu Lộ Kiệt càng thêm buồn bực. Lần đầu tiên đụng kiếm của người ta, bị tại chỗ chém thành hai khúc, lần thứ hai, đi qua xem náo nhiệt, bị kiếm khí tán giật chém đầu. Hắn là nội môn đệ nhất nhân liên tục 7 năm A, tuyệt thế thiên tài dốc lòng muốn đuổi theo thập lý kiếm thần, lúc nào không có cảm giác tồn tại như vậy. Trong lòng phát điên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy sư tỷ Bạch Nguyễn Khanh, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong phòng đã một mảnh hỗn độn. Xem ra không chỉ hắn không tiếp thu được, mới xuất chiêu liền bị người chém đầu, vị trước mắt này càng chịu không được, đang lấy đồ dùng trong nhà hắn chút giận. May mắn những vật này đều không đáng tiền. Nếu không lần này thua thiệt lớn. Xin sư tỷ bớt giận. Vội vàng đứng dậy ôm quyền. Bớt giận, ta không có lửa giận, làm sao bớt? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ mặt như hàn băng, Bạch Nguyễn Khanh răng ngà cắn vang vọng, lạnh lùng nhìn lại. Thấy loại vẻ mặt này của nàng, trong lòng Lưu Lộ Kiệt lạnh lẽo, vừa cho rằng không tốt, liền thấy hoa mắt. Đùng đùng. Một hồi âm thanh quyền cước vào thịt. Trước đó mấy đệ tử nội môn cùng với nàng tới, bao quát Chu Môn Chi cùng Ngụy Tùy Phong, tất cả đều nằm trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Tốt, ta thuận khí rồi. Đánh xong những người này, Bạch Nguyễn Khanh dường như thoải mái hơn không ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại chuyển một cái. Ta muốn người hỗ trợ tìm người, người để tâm một chút, mặt khác, sự tình ngày hôm nay, không hy vọng có người truyền đi, cho ta nghe được tin tức. Các ngươi hẳn phải biết kết quả. Đám người Lưu Lộ Kiệt, Vương Kiệm Đông, Chu Môn Chi đồng thời rụt cổ, dưới háng siết chặt. Ta đi trước. Phần phật. Lời còn chưa dứt, bóng người lẻn ra ngoài, ngay sau đó rơi vào trên lưng một thánh thú phi hành, biến mất ở trước mặt mọi người. Đường đường đệ tử hạch tâm chạy đến Thông Thần Điện của đệ tử nội môn, đi dạy dỗ đệ tử nội môn, kết quả bị người ta đập phát chết luôn. Tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ chỉ càng mất mặt. Còn không bằng rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy vị nữ bạo long này xoay người rời đi, Vương Kiệm Đông cười khổ nhìn qua. Còn có thể làm sao? Chuyện này huyên náo lớn như vậy, đã giấy không thể gói được lửa, chỉ có thể trình báo trưởng lão. Lưu Lộ Kiệt nói, nếu như vừa rồi bọn họ giết được ta rất biết điều, coi như nghiêm trọng, cũng sẽ không huyên náo quá lớn, hiện tại bị giết vài trăm người,
thậm chí đệ tử hạch tâm tự mình ra tay, cũng bị làm thịt. Lại không báo trưởng lão, bọn họ cũng đảm đương không nổi a hát. Đúng vậy, phải thông chi trưởng lão, để cho bọn họ tới xử lý. Vương Kiệm Đông cũng gật đầu. Thảo luận xong, hai người đang muốn hành động, liền nghe trên không xuất hiện âm thanh gào thét, vội vàng ra khỏi phòng, ngay sau đó nhìn thấy hơn 10 vị lão giả từ trên lưng thánh thú phi hành rơi xuống. Chính là mấy vị trưởng lão chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý đệ tử nội môn. Lưu Lộ Kiệt, Vương Kiệm Đông, Thông Thần Điện xảy ra chuyện gì? Một lão giả đi đầu hơi khô gầy, màu trường bào xám nhạt, nhìn thấy hai người, lông mày nâng lên. Trong nội môn, Mộc trưởng lão thực lực mạnh nhất, quyền lợi lớn nhất. Cũng là người quen biết cũ của Lục Vân trưởng lão, lần trước đi trưởng lão điện gặp phải kia. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định cũng có thể nhận ra, trong hơn 10 vị lão giả này, Lục Vân trưởng lão thình lình xuất hiện. Hắn vừa mới tấn thăng thành nội môn trưởng lão, dựa theo tình huống bình thường, là không có tư cách đi theo sau lưng mọi người, nhưng bởi vì thu một hậu bối thiên tư mạnh mẽ, được tông môn coi trọng, mới may mắn đi theo. Bẩm báo Mộc trưởng lão, có người khiêu chiến toàn bộ đệ tử nội môn. Nhìn thấy trưởng lão đi tới tiểu viện của hắn, Lưu Lộ Kiệt không dám do dự, nói rõ chi tiết sự tình vừa rồi. Ta rất biết điều kia từ bắt đầu khiêu chiến, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết nguyên nhân hậu quả. Một người khiêu chiến tất cả mọi người, giết vài trăm người, hai người đều lên, vẫn không đỡ được. Mộc trưởng lão nhướng mày, tràn đầy lửa giận. Thiệt thòi ta giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, làm sao rác rưởi như thế? Chúng ta, Lưu Lộ Kiệt hơi đỏ mặt, nói không ra lời. Mặc kệ thân phận cụ thể của tên này, là đệ tử nội môn hay hạch tâm, đi vào Thông Thần Điện chính là cấp bậc tương đồng, đều là cổ thánh nhất trọng sơ kỳ. Mộc trưởng lão hừ lạnh. Cấp bậc đồng dạng, một người khiêu chiến vài trăm người. Quả thực mất mặt xấu hổ. Xem ra ta bình thường truyền thụ cho các ngươi, một chút cũng không có ghi ở trong lòng, cũng không có học được. Trưởng lão, không phải chúng ta yếu, là tên này quá mạnh. Vương Kiệm Đông không phục. Nói láo, mạnh hơn có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn thi triển cũng là kiếm thuật của Lăng Vân kiếm các. Mộc trưởng lão cắt đứt đối phương. Thực lực thấp, chính là thực lực thấp, không nên ngụy biện. Cái này, vâng. Vương Kiệm Đông còn muốn nói hai câu, nhưng bị Lưu Lộ Kiệt kéo góc áo, đành phải không cam lòng gật đầu. Thật ra thì hắn cũng biết, tuy Mộc trưởng lão nói khó nghe, nhưng thực tế chưa hẳn chính là nghĩ như vậy. Nhưng bị châm chọc ở trước mặt, vẫn còn có chút nhịn không được. Mộc trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ vị lão giả này mắng xong, Lưu Lộ Kiệt nhìn lại. Chỉ chửi vô dụng, chuyện này nhất định phải xử lý, nếu không mất mặt không riêng gì đệ tử nội môn, còn có những trưởng lão này. Hưởng thụ nhiều tài nguyên của tông môn như vậy, bồi dưỡng thế hệ sau, kết quả bị một người tận diệt. Truyền đi, cũng không dễ nghe a hát. Đã tới, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, tên này đến cùng từ nơi nào xuất hiện, lại làm việc không theo quy củ như vậy. Mộc trưởng lão xua tay. Thực lực ngươi mạnh, thu hoạch được tài nguyên, tấn cấp hạch tâm là được, mạnh hơn, thậm chí có thể trở thành trưởng lão tông môn, thủ vệ một phương. Lợi hại như vậy, khiêu chiến đệ tử nội môn, quá không theo lẽ thường a. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai không có chừng mực như vậy. Xác định thân phận đối phương, sau đó lại đi tìm bản tôn, hỏi thăm rõ ràng tình huống. Tận lực tiêu trừ chuyện này, nếu không ảnh hưởng lớn, các ngươi đều sẽ bị ghi vào sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Mộc trưởng lão khẽ nói. Vâng. Đám người Lưu Lộ Kiệt gật đầu. Đi chuẩn bị chút thông thần ngọc phù của đệ tử nội môn, chúng ta thân là trưởng lão, công khai đi qua không tốt lắm. Mộc trưởng lão bàn giao. Thông thần điện của đệ tử nội môn, là nơi giao dịch cùng giao đấu của đệ tử nội môn, dưới tình huống bình thường, trưởng lão sẽ không tiến vào. Lại thêm sự tình lần này náo lớn như vậy, nếu như lấy thân phận trưởng lão đi vào, người khác thấy thế nào? Trưởng lão chờ một lát. Lưu Lộ Kiệt quay người đi vào gian phòng, chỉ chốc lát lấy ra mười mấy thông thần ngọc phù. Mấy đệ tử nội môn mới vừa rồi bị Bạch Nguyễn Khanh đánh một trận, đều là ở thị trường giao dịch bày quầy bán hàng, trong tay nắm giữ rất nhiều ngọc phù, trưởng lão cần, không ai dám từ chối. Nhỏ máu xác nhận, tinh thần khẽ động, ý niệm tiến vào bên trong. Lần này đi vào thông thần điện, bọn họ cũng không dám bày ra dung mạo chân thực, mà ngụy trang thành hình dáng đệ tử nội môn phổ thông. Mười mấy vị trưởng lão đi theo sau lưng đám người Lưu Lộ Kiệt, rất mau tới lân cận sân thi đấu.
Lúc này toàn bộ đấu trường đều bị dìm ngập, kiếm khí gào thét như gió lốc, vô số đầu người không ngừng rơi trên mặt đất, từng đệ tử nội môn hóa thành quang ảnh tiêu tán. Khoảng cách đám người Lưu Lộ Kiệt rời đi nơi đây, không đến 10 phút đồng hồ, lại có ít nhất 7-800 người bị giết. Nói cách khác, ngắn ngủi 10 phút, đệ tử nội môn đã bị giết 1/10, hơn 1.000 người. Đây cũng quá hung tàn đi. Thật giống như chân khí cùng lực lượng trong cơ thể hắn, vẫn như cũ không có tiêu hao quá lớn. Nhìn về phía ta rất biết điều bị vây công ở giữa đám người Lưu Lộ Kiệt không ngừng nhảy loạn. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác muốn điên rồi. Một người, liên tục chém giết hơn 1.000 cường giả cùng cấp bậc, lực lượng hao tổn không lớn. Đổi lại trước đó, đánh chết cũng không tin, nhưng bây giờ thực sự phát sinh. Mộc trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại quần tình xúc động phẫn nộ, thực sự không có cách nào. Lưu Lộ Kiệt đi tới trước mặt. Hiện tại không chỉ ta rất biết điều đại sát bát phương không dừng được, tất cả đệ tử nội môn cũng triệt để thiêu đốt, không quan tâm tính mạng, đừng nói hắn, mộc trưởng lão tự mình mở miệng, cũng chưa chắc khuyên can được. Ngươi không có cách nào, là bởi vì thực lực ngươi yếu, xem ta. Trên mặt không vui, mộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chư vị trưởng lão đi theo đằng sau ta, ngăn cản tên này tiếp tục giết người. Vâng. Hơn 10 vị nội môn trưởng lão cường đại nhất đồng thời gật đầu, đồng loạt đi về phía trước. Tuy bọn họ trẻ tuổi giống như đệ tử nội môn, nhưng kiếm ý trong cơ thể bầy biện ở nơi đó, mọi người đang vây công, thấy bọn họ đi tới nhao nhao tránh ra. Tốt, dừng tay đi. Đi tới trước mặt, mộc trưởng lão nhìn về phía Trương Huyền. Trường kiếm trên tay vũ động, kiếm khí gào thét, bao phủ bốn phía. Lại tới một nhóm, chẳng lẽ lại muốn đơn đả độc đấu? Ta thật không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Thấy toát ra nhiều như vậy, còn ngăn cản mọi người, Trương Huyền sững sờ, sau đó lắc đầu, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lắc một cái. Ngươi! Không nghĩ tới tên này sẽ ra tay với bọn họ, ngay cả lời cũng không cho nói xong, mộc trưởng lão giận dữ, kiếm trong tay giương lên, đang muốn xuất chiêu. Cổ họng đột nhiên tê dần. Ngay sau đó, đầu rơi trên mặt đất, ý thức còn không có biến mất, ngay sau đó nhìn thấy tất cả trưởng lão đi theo phía sau hắn, từng cái đồng loạt té ngã trên đất, không còn đầu. Hết chương 3611. Chương 3612. Xác thực là đệ tử nội môn. Mộc trưởng lão. Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông cứng ở tại chỗ. Đám người mộc trưởng lão, là tới xử lý chuyện, kết quả mới ra tay, đồng dạng bị giết. Đây chính là đám người cường đại nhất nội môn A. Đại ca, giết bọn hắn, người thật không sợ. Chẳng lẽ không có cho rằng kiếm ý trong cơ thể bọn họ rất cường đại. Nắm giữ kiếm ý như vậy, chắc chắn sẽ không phải đệ tử đơn giản A hát. Tiện tay liền giết. Mấu chốt là, đám người mộc trưởng lão rõ ràng phản kháng, làm sao giống như nhóm người mình, không có tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Giống như bóp chết sâu kiến. Nghi ngờ đệ tử hạch tâm chân tiên cảnh không phải đối thủ, có thể nhịn. Trưởng lão chân tiên cảnh đỉnh phong, bị một kiếm đánh chết 10 cái, thực sự nhẫn không được a hát. Rốt cục mạnh đến mức nào? Buồn cười hắn, còn cảm thấy không khác mình là mấy. Lưu Lộ Kiệt không ngừng run rẩy. Nói thật, có chút nghi ngờ nhân sinh rồi. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn ta rất biết điều, chỉ thấy hắn cùng những người khác tiếp tục chiến đấu. Mảy may không có bị chém giết hơn 10 vị trưởng lão ảnh hưởng, thậm chí khả năng, cũng không biết đối phương là trưởng lão. Người bình thường, ở trong mắt đối phương, quả nhiên không có chút cảm giác tồn tại nào. Người quá nhiều. Giống như đối phương đoán, Trương Huyền quả thực không có phát hiện đối phương là trưởng lão. Ăn mặc quần áo giống như đệ tử nội môn, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, nói là trưởng lão, cũng phải tin tưởng mới được. Vốn từ đánh cũng không quan trọng. Nhưng thân thể này chân khí quá ít, không nhanh chóng chém giết mà nói, càng ngày càng nhiều, làm không cẩn thận sẽ bại. Một khi thua, tiền liền lấy không đến, 32 kiếm các tệ của mình cũng sẽ thua hết. Đây đã là toàn bộ gia sản của hắn. Quyết không cho phép phát sinh, cho nên không có thể cho bọn họ kéo dài thời gian. Đơn đả độc đấu, miễn đi, nói nhảm, đồng dạng miễn đi, các ngươi bất kể là ai. Chỉ cần có thể chống đỡ được ta công kích, đánh đơn cũng không quan trọng, không ngăn được, giết. Còn đám người mộc trưởng lão, trong mắt hắn, không khác giết đệ tử phổ thông, đều là một kiếm một cái, nhiều nhất mấy người này càng thêm nhảy nhót mà thôi. Chân khí đã tiêu hao 1/3, cần tốc độ càng nhanh hơn. Ngẩng đầu nhìn,
người từ 7-800, đã hội tụ đến 4-5 ngàn, kèm theo thời gian tích tụ, đệ tử nội môn tuôn qua khẳng định cũng càng nhiều, không chậm trễ nổi. Hô! Thân thể hóa thành hư ảnh, tốc độ của Trương Huyền càng nhanh. Mộc trưởng lão cũng không phải đối thủ, muốn ngăn gần như không có khả năng, chúng ta cũng nhanh trở về đi, nếu không trưởng lão khẳng định sẽ nổi giận. Sau khi hết khiếp sợ, Lưu Lộ Kiệt nói. Ừm. Vương Kiệm Đông gật đầu. Thời khắc này đã không phải bọn họ có thể khống chế, tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ biến thành chê cười. Thân thể run rẩy, hai người đang muốn rời thông thần điện, một đạo kiếm mang từ trong đám người bay tới. Lạch cạch, lạch cạch. Cổ họng đau đớn, Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông mắt tối sầm lại, hai cái đầu lần nữa rơi trên mặt đất, giống như bóng ra đàn hồi. Mẹ nó! Đã ba lần. Hai người nước mắt ào ào. Cái này MCN trêu ai ghẹo ai. Liên tục bị chặt đầu ba lần. Thật. Từ khi bắt đầu luyện kiếm, nhiều năm như vậy, đánh rắm không có, nhưng ta rất biết điều đi ra gần 20 phút, liên tục chết ba lần. Hai đại cao thủ lạnh cả người, đã có loại cảm giác sắp phát điên. Ý thức tiêu tán, lần nữa về gian phòng, chỉ thấy đám người mộc trưởng lão đồng loạt ngồi ở trên ghế, không có một câu. Trong phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng lão. Lưu Lộ Kiệt đứng dậy. Tất cả trưởng lão mới phản ứng lại. Bị tên kia chém. Hình như là vậy. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Ta không có phản ứng kịp. Ta cũng không có phản ứng kịp. Hơn 10 vị trưởng lão, tất cả đều miệng run rẩy như thấy quỷ. Bọn họ đều là chân tiên cảnh, lý giải kiếm thuật, coi như kém những đệ tử hạch tâm thiên tài kia, nhưng chìm đắm nhiều năm. Bất luận thực lực hay lý giải kiếm thuật, đã vượt xa người thường, cho dù đều là cổ thánh nhất trọng, cũng tuyệt không phải đệ tử nội môn có thể chống lại. Mà bây giờ, một câu chưa kịp nói xong, đầu liền bị chặt xuống. Tất cả đều có chút nghi ngờ nhân sinh. Đặc biệt là mộc trưởng lão, xấu hổ hận không thể có khe đất chui vào. Vừa rồi còn lời thề son sắt nói, Lưu Lộ Kiệt là bởi vì thực lực thấp, không cách nào ngăn cản vị kia. Hắn ra tay nhất định nhẹ nhõm hoàn thành. Kết quả, còn không có nói xong, liền bị chém. Mất mặt a hát. Làm trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa hề mất mặt qua như vậy. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, một trưởng lão nhìn qua. Cái này. Một trưởng lão do dự, quay đầu nhìn về phía Lưu Lộ Kiệt. Người này tên là gì? Ta rất biết điều. Lưu Lộ Kiệt gật đầu. Biết điều. Che trái tim. Mộc trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, có chút không nhịn được muốn ngất đi. Một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, gây ra động tĩnh lớn như vậy không nói, ngay cả trưởng lão cũng giết. Biết điều. Sao rác cái từ này chói tai như vậy? Đừng nói cho bất luận người nào chúng ta tới qua. Nhìn xuống xúc động sắp bùng nổ, mộc trưởng lão đứng dậy. Chưa từng tới. Lưu Lộ Kiệt kinh ngạc. Đây có phải là đại biểu, các ngươi cũng mặc kệ hay không? Đi thôi. Tiếng nói kết thúc, đám người mộc trưởng lão xoay người rời đi, sau một khắc, liền biến mất khỏi tiểu viện, giống như chưa từng tới qua. Sư huynh. Vương Kiệm Đông tái mặt. Mộc trưởng lão làm như vậy cũng không có cách nào. Thân là trưởng lão, vốn nên xử lý chuyện này, kết quả bị giết. Hiện tại chỉ có thể giả bộ như không biết, nếu không. Còn để cho bọn họ sống thế nào? Lưu Lộ Kiệt cười khổ. Không phải bọn hắn không muốn quản. Mà là thực sự không quản được a hát. Đường đường trưởng lão, cùng cấp bậc bị đệ tử giết. Truyền đi, mất mặt cũng muốn mất chết. Chúng ta thật mặc kệ. Trên lưng thánh thú phi hành, trưởng lão trước đó nói chuyện nhìn không được nữa, nhìn về phía mộc trưởng lão. Dĩ nhiên không phải, hiện tại đi kiếm các đình, tra tình huống của ta rất biết điều một chút. Mộc trưởng lão lắc đầu. Kiếm các đình, là địa phương tông môn khống chế thông thần điện. Quả thực có thể tra ra vị trí cùng phương hướng chuẩn xác của đối phương, nhưng chúng ta chỉ là trưởng lão nội môn, quyền hạn quá thấp, không có tư cách thu hoạch những tin tức này. Trưởng lão tra hỏi dừng lại một chút nói. So sánh thông thần ngọc phù như một diễn đàn, như vậy kiếm các đình chính là tổng server. Tìm server, quả thực có thể tra được IP chuẩn xác của đối phương, nhưng Lăng Vân kiếm các sử dụng hình thức thông thần điện, thân phận đối phương chính là bảo mật. Bọn họ chỉ là trưởng lão nội môn mà thôi. Căn bản không có tư cách thẩm tra. Thậm chí xem như tông chủ, cũng không thể tùy tiện đi điều tra, nếu không rất dễ dàng dẫn tới trong tông môn nhân tâm di động, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Dù sao ẩn nấp thân phận đi giao đấu,
mới có thể không có gánh nặng trong lòng, cũng không cần lo lắng hư danh ảnh hưởng, thứ này vạch trần ở trước mặt tất cả mọi người, toàn bộ thông thần điện của Lăng Vân kiếm các sẽ sụp đổ. Ta không cần thu hoạch tin tức chuẩn xác của hắn. Mộc trưởng lão lắc đầu. Chỉ cần biết thực lực cụ thể là tốt rồi. Thực lực cụ thể. Kích hoạt thông thần ngọc phù, cần nhỏ máu nhận chủ, cho nên thực lực chân chính có thể đo lường ra, hơn nữa cực kỳ chính xác. Ngươi là muốn xác nhận hắn có phải đệ tử nội môn hay không? Có người phản ứng lại. Phải, kiếm thuật cao như vậy, ta nghi ngờ có phải đệ tử hạch tâm chạy tới đùa giỡn hay không? Nếu như tu vi không đến hư tiên, chính là đệ tử nội môn, chuyện này liền không cần quản. Mộc trưởng lão nói. Mọi người giật mình. Đúng. Nếu như là đệ tử hạch tâm, bọn họ mặc kệ, đối với toàn bộ nội môn sẽ có lực trùng kích cực lớn. Nhưng đệ tử nội môn mà nói, mặc dù sẽ mất mặt, nhưng chỉ ít đệ tử nội môn thua đệ tử nội môn. Không đến mức quá mất tôn nghiêm. Thậm chí tổn thất, còn có thể vãn hồi. Chỉ cần sau đó nói cho các đệ tử khác, nội môn cũng có thể tu luyện tới mạnh như vậy, làm không cẩn thận sẽ còn dẫn tới cuồng chiều tu luyện. Thánh thú phi hành rất nhanh đến kiếm các đình, mộc trưởng lão đưa tới trưởng lão ấn đại biểu thân phận. Ta muốn kiểm tra một người ngoại hiệu ta rất biết điều, thực lực cụ thể. Hít sâu một hơi, mộc trưởng lão nói ra mục đích của mình. Ông! Bức tường trước mắt lóe lên hào quang, ngay sau đó một nhóm chữ hiện lên, phá toái hư không đỉnh phong. Cổ thánh tứ trọng đỉnh phong. Nói như vậy, hắn thật sự là đệ tử nội môn. Đệ tử hạch tâm yêu cầu thấp nhất là hư tiên cảnh, phá toái hư không đỉnh phong, rõ ràng còn không có đến. Nội môn lúc nào xuất hiện người cường đại như vậy? Tất cả mọi người xôn xao. Đối phương mạnh như vậy, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ, có phải những cường giả nghịch thiên ở hạch tâm tới làm loạn hay không? Nhìn thấy cái này, triệt để rõ ràng, thực sự là đệ tử nội môn. Chỉ là, nội môn tại sao có thể có cường đại như vậy, bọn họ thân là trưởng lão lại không biết. Thế nào, vị bán thuốc kia đã tìm được chưa? Tiểu viện Bạch Diệp trưởng lão, Bạch Phong nhìn thấy Bạch Nguyễn Khanh trở về, đi tới trước mặt. Hắn còn cần chăm sóc lão gia, đưa nữ hài đến chợ giao dịch của đệ tử nội môn, liền trực tiếp trở về. Không có. Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt, lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Thấy trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng không đúng, Bạch Phong nhịn không được nói. Vâng, vừa rồi đệ tử nội môn có người khiêu chiến, ta đi vào thông thần điện của bọn họ, tới tỉ thí một hồi. Bạch Nguyễn Khanh nói một lần. Ngươi nói, thi triển trầm tuyết kiếm pháp ta truyền thụ cho ngươi, bị đối phương một chiêu thuấn sát. Con mắt Bạch Phong trợn tròn. Vâng. Bạch Nguyễn Khanh có vẻ xấu hổ. Kiếm của đối phương, để cho ta cho rằng, cái gọi là tuyệt học trầm tuyết kiếm pháp, quá kém. Cái này sao có thể? Bộ kiếm pháp kia, ở Lăng Vân kiếm các coi như không phải nổi danh nhất, nhưng toàn lực thi triển, cũng sẽ không phải nội môn có thể chống lại. Bạch Phong nhíu mày, dừng lại phút chốc, đột nhiên mở miệng nói. Người có thông thần ngọc phù nội môn không? Ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Hết chương 3612. Chương 3613. Toàn bộ chém giết. Không có. Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu, nhìn lại. Phong lão cũng muốn đi xem. Trầm tuyết kiếm pháp, ảo diệu vô tận, ta không tin sẽ bị người tùy tiện phá vỡ, ta xem tên kia đến cùng dùng âm mưu quỷ kế gì. Coi như có thể phá giải ngươi, ta cũng có tự tin, để hắn không cách nào phá giải của ta. Bạch Phong nói. Mặc dù Bạch Nguyễn Khanh cố gắng, nhưng bị giới hạn tuổi tác, ảo diệu của trầm tuyết kiếm pháp, lĩnh ngộ chỉ là gia lông. Hắn tự mình ra tay, thi triển bộ kiếm thuật này, khẳng định có thể tùy tiện chém giết, mà không phải thất bại tan tác quay về. Hắn chỉ là đệ tử nội môn, mặc dù Phong lão không phải trưởng lão, nhưng thực lực cường đại hơn nhiều trưởng lão hạch tâm. Tự mình ra tay, không quá phù hợp. Bạch Nguyễn Khanh hơi xấu hổ. Nàng ra tay đã rất mất mặt, Phong lão lại ra tay, mặc kệ thắng thua, đều cực kỳ khó chịu nổi. Ta chỉ là đi xem kiếm thuật của gia hỏa kia, không nhất định ra tay. Bạch Phong lắc đầu nói. Lại nói, ta chỉ là lão nô, cũng không phải trưởng lão, không có gì thích hợp hay không thích hợp. Kiếm thuật của hắn lại cao hơn, cũng chỉ là hạ nhân. Không có đại biểu Lăng Vân kiếm các. Cái này, thấy Phong lão muốn đi, biết khuyên can không được, Bạch Nguyễn Khanh dừng lại một chút, gật đầu. Tốt, lần nữa trở lại trụ sở của Lưu Lộ Kiệt. Nhìn thấy bọn người mộc trưởng lão mới đi, nữ bạo long lại xuất hiện lần nữa,
Con mắt Lưu Lộ Kiệt ê ẩm, có chút muốn khóc. Ngươi tới làm gì? Ta chỉ là đệ tử mà thôi, không phải mở khách sạn. Ta đi tìm. Rõ ràng ý tứ của đối phương, Lưu Lộ Kiệt không dám nói nửa chữ không, lần nữa tìm đến thông thần ngọc phù của đệ tử nội môn, tinh thần khẽ động, mấy người lần nữa đi vào trong điện. Nói thật, hắn thực sự không muốn đi vào, nhưng Bạch Nguyễn Khanh nhìn chằm chằm, không đi vào liền có thể động thủ, cùng Vương Kiệm Đông mặt đầy bất đắc dĩ, lần nữa dẫn đường, đi tới trước đài tỉ thí. Ngắn ngủi hơn 10 phút, đệ tử nội môn lại bị giết hơn 1000 người. Rất rõ ràng, vây tới càng ngày càng ít. Đệ tử nội môn coi như lại oán giận, lại nổi giận, liên tục bị giết hơn 2000 người, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, ta rất biết điều giống như động cơ vĩnh cửu, không biết mệt mỏi, tới nhiều người, ở trước mặt hắn đều là uổng công. Cái kiếm pháp này, nhìn một hồi, Bạch Phong nhíu mày. Kiếm pháp của vị trước mắt này, đơn giản hiểu rõ, liếc mắt liền có thể nhìn ra không có bất kỳ kỹ xảo gì, giống như hài đồng vung vẩy, cho người ta một loại cảm giác không biết dùng kiếm. Nhưng chẳng biết tại sao uy lực cực lớn, chỉ cần thi ra, sẽ làm người ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt bị giết. Loại kiếm pháp này, cho dù là hắn, cũng nhìn không ra tốt xấu. Hai bên đối chiến chênh lệch quá lớn, nếu như đội bóng thôn đấu với đội tuyển quốc gia, coi như chiến thắng, cũng nhìn không ra kỹ thuật bóng mạnh mẽ hay không, không phải không hảo hảo thi triển, mà là đối thủ quá yếu. Một quyền đánh khóc trẻ 3 tuổi, chứng minh ngươi rất mạnh ư. Phong lão, Bạch Nguyễn Khanh nhìn qua, kiếm pháp của hắn rất mạnh, bất quá muốn chân chính biết mạnh yếu, cần tự thân tới tỉ thí. Bạch Phong nói, tự thân tỉ thí, Lưu Lộ Kiệt nhảy dựng. Phong lão, ta nhìn thôi được rồi, ta sợ. Sợ cái gì, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, cho các ngươi khó chịu. Bạch Phong cau mày, ta không phải sợ ngươi giết hắn, mà là sợ, hắn ngươi giết, như thế càng khó chịu nổi. Lưu Lộ Kiệt cười khổ. Làm càn, Phong lão thực lực gì ngươi có biết không? Làm sao sẽ bị giết? Bạch Nguyễn Khanh giận dữ. Mặc dù Phong lão không phải trưởng lão tông môn, nhưng thực lực không phải trưởng lão bình thường có thể so. Đối mặt dạng cường giả này, dám nói như thế, quả thực muốn bị đánh. Ta chỉ là thuận miệng nói, không tin, liền thử một chút đi. Lưu Lộ Kiệt lắc đầu. Vừa rồi đám người mộc trưởng lão tới cũng bị chém. Vị Phong lão này coi như rất mạnh, cùng cấp bậc, cũng chưa chắc thắng được hơn 10 vị nội môn trưởng lão. Bất quá đối phương đã không tin, không cần thiết tiếp tục nhắc nhở. Nếu không cũng không tiện giải thích, tại sao lại xác nhận như vậy? Dù sao trước khi đi mộc trưởng lão đặc biệt bàn giao, đừng nói bọn họ tới. Giết ta, cùng cấp bậc, trừ lão gia, cùng mấy vị trưởng lão trong môn phái, ta còn thực chưa hề sợ những người khác. Thấy đệ tử nội môn này nói như vậy. Bạch Phong nhịn không được cười lên. Bởi vì hắn không phải trưởng lão, ở trong tông môn danh khí cũng không lớn, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu. Lão gia tự mình chỉ điểm, tu luyện hơn 100 năm, lý giải kiếm thuật sớm đã trong sáng thánh khiết, chưa từng sợ qua bất luận người nào. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, kiếm ý trong cơ thể lan tràn, sải bước đi tới. Hắn không cần chứng thực bản thân với người khác, chỉ muốn xác nhận một chút. Đối phương phá giải Trầm Tuyết kiếm pháp của hắn như thế nào mà thôi. Thấy hắn xông tới tìm ta rất biết điều, khóe miệng của Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông co quắp, đồng loạt lui về phía sau mấy bước, trốn ở biên giới đại sảnh. Làm gì? Bạch Nguyễn Khanh cau mày. Không có gì, Bạch sư tỷ, nếu không, ngươi cũng đến đây đi, dù sao bằng vào nhãn lực của chúng ta, cũng có thể nhìn rất rõ ràng, không cần thiết gần như vậy. Lưu Lộ Kiệt xấu hổ. Liên tục bị chặt đầu 3 lần, hắn cũng không muốn lại bị giết. Đồ hèn nhát, còn nội môn đệ nhất, mất mặt. Nhìn ra ý nghĩ của đối phương, Bạch Nguyễn Khanh chẳng muốn tiếp tục chú ý, ngẩng đầu nhìn qua. Cũng không biết Phong lão thi triển thủ đoạn gì, trước đó mọi người vây quanh ta rất biết điều, giờ phút này tất cả đều tránh ra, xuất hiện một con đường. Phần phật, người còn chưa đi tới trước mặt, trường kiếm trong tay Phong lão run run, kiếm khí như cầu vồng. Mang theo thanh âm nghẹn ngào, đầy trời lần nữa rơi ra kiếm khí hình thành gió tuyết. Ta rất biết điều nhìn thấy kiếm pháp này sửng sốt một chút, tiến về phía trước một bước, đâm ra một kiếm. Phốc! Phong lão đầu rơi trên mặt đất. Bạch Nguyễn Khanh trợn tròn mắt. Phong lão thi triển ra võ kỹ mạnh nhất cũng không chặn được. Xoa xoa con mắt, đang muốn xác nhận có phải thật hay không, liền cảm thấy cổ họng tê dần.
đầu rơi trên mặt đất. Tới chết cũng không dám tin tưởng. Khoảng cách đối phương chừng hơn 30 mét, liền bị giết. Khó trách, đám người Lưu Lộ Kiệt trốn đến góc tường, xem ra hẳn là đã sớm đoán được có thể như vậy. Đầu trên không trung hạ xuống khe hở, nhịn không được nhìn sang hai người sau lưng, ngay sau đó nhìn thấy lại một đạo kiếm mang bay lượn qua. Phốc, phốc, vẻ mặt hai người u oán, đầu đồng dạng rơi trên mặt đất. Trốn đến góc tường cũng vô dụng, đồng dạng bị giết. Thật không biết xấu hổ. Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Liên tục giết nhiều người như vậy, hắn có chút mệt mỏi. Thông thần điện cho thân thể này, cùng bản tôn có cách nhau một trời một vực, liên tục tiêu hao, chân khí trong cơ thể đã tổn thất tiếp cận một nửa, tinh thần cũng mệt mỏi. Đơn độc chém giết, không cảm thấy cái gì, nhưng có chút đệ tử nội môn không biết xấu hổ, bị giết xong đổi ngọc phù, lần nữa chui vào, đổi ngọc phù lại chui vào. Một mực như vậy, phải giết tới lúc nào? Còn có công bằng đáng nói hay không? Đặc biệt là hai cái không biết xấu hổ kia, đã giết bọn hắn ba lần, lại còn xông tới. Tuy thay đổi dung mạo, nhưng kiếm ý còn có thể phân biệt ra được. Còn có nữ nhân vừa giết chết kia, trước đó cũng từng giết. Quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Được rồi. Nhịn không được lắc đầu, đối phương không biết xấu hổ như vậy, nhưng hắn là quân tử chính nhân, biết điều kín đáo có đức tính, cùng lắm thì lần sau gặp được, trực tiếp giết, không cần thiết tức giận. Chỉ là một mực như vậy, hắn thật hao không nổi, đây cũng không phải giết người, mà là giết thông thần ngọc phù. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lông mày nâng lên, trong lòng Trương Huyền có quyết định. Giết từng cái, đối phương ra ngoài tìm ngọc phù mới trở lại, chỉ cần còn ngọc phù, liền mãi mãi giết không hết. Muốn giải quyết loại tình huống này, chỉ có một phương pháp, đó chính là dùng phương thức nhanh nhất động thủ. Có thể trong vòng một phút, giết chết tất cả mọi người, hẳn có thể triệt để giải quyết tai họa ngầm. Còn có tiếp cận 3.000 người, một phút đồng hồ làm sao có thể giết chết toàn bộ. Hơn 2.000 người, hắn liền giết gần nửa giờ, còn thừa lại 3.000, lại thêm lực lượng đã tiêu hao tiếp cận một nửa, căn bản không thể nào làm được. Xem ra chỉ có thể thi triển chiêu kia. Trương Huyền cắn chặt răng. Đối phó quần công, hắn còn có một chiêu. Nhưng chiêu này tiêu hao rất nhiều chân khí, một khi thi triển, chân khí toàn thân sẽ hao tổn không còn, bởi vì có người liên tục không ngừng đi vào, cho nên một mực không dám sử dụng. Bất quá đều bước đến mức này. Bây giờ không có biện pháp khác. Không nhanh chóng giải quyết, sau khi đối phương chết liên tục không ngừng đi vào, vĩnh viễn không có phần cuối hát. Liều mạng. Trong lòng tính toán một chút, không chần chờ, trường kiếm trong tay Trương Huyền rời khỏi tay. Nhìn thấy hắn đột nhiên không dùng trường kiếm, mọi người vây công tất cả đều sửng sốt, quên mất tiếp tục tiến công. Tinh thần nhanh chóng vận chuyển, đầu ngón tay Trương Huyền bỗng nhiên điểm ra. Hô! Một đạo tinh thuần kiếm khí lập tức từ chỉ bắn ra, đi tới trên không, thời gian nháy mắt phân tán, biến thành mấy ngàn đạo, từng đạo lơ lửng ở bốn phía, không nhúc nhích. Chiêu này, cũng không phải thần chi kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ, mà là ở danh sư Đại Lục Kiên chỉ học được nhất kiếm phá hải, nhất kiếm uông dương cùng nhất kiếm lăng thiên. Trước đó, hắn chỉ có thể thi triển ra một chiêu, giờ phút này lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, ba chiêu hợp nhất, hơn nữa trao cho lực lượng mới, đồng dạng là một chiêu kiếm pháp. Nhưng uy lực so với trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc trước liền có thể mượn trên trăm thanh trường kiếm, mỗi một chuôi đều thi triển ra kiếm thuật khác biệt tiến hành công kích, làm cho không người nào có thể phòng ngự, giờ phút này càng hơn một bậc, càng thêm cường đại. Dù vậy thân thể này, khống chế 3.000 đạo kiếm khí, cũng đạt tới cực hạn, lại cao hơn cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Hắn có chút cổ quái, mọi người mau ra tay. Nhìn thấy thoáng cái thi triển ra nhiều kiếm khí như vậy. Các đệ tử nội môn ra đầu nổ tung, nhịn không được thở dài. Tiếng la còn không có kết thúc, liền nghe ta rất biết điều quát khẽ một tiếng. Đi, hô. Vô số kiếm khí lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phốc, 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 phốc. 3.000 người, đầu đồng thời rơi xuống đất, hóa thành điểm sáng biến mất, toàn bộ đại điện, trong nháy mắt trống không. Hết chương 3613. Chương 3614. Tình hình chiến đấu cụ thể 1. Phong lão, hắn, thực lực thế nào? Bạch Nguyễn Khanh kìm nén không được nhìn lại. Bọn họ từ thông thần điện rời đi đã hơn 10 phút, ý thức vừa trở về, phong lão liền nhắm mắt lại, không biết nghĩ cái gì, mọi người ai cũng không dám nói chuyện. Diệu, thật sự là diệu. Từ từ mở mắt, hai mắt phong lão sáng lên. Diệu,
khóe miệng mọi người đều co giật. Vị này, chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Bị chặt, không những không tức giận, còn hô rượu. Là cho rằng chém đứt đầu rất hay sao? Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông nhìn nhau, kìm lòng không được sờ lên cổ, mặc dù biết là giả, nhưng liên tục bị chặt 4 lần, vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ. Sợ hãi còn không kịp, rượu cọng lông a hát. Trầm Tuyết kiếm pháp, ta tu luyện vượt qua 100 năm, càng luyện càng khâm phục, không chỉ tốc độ nhanh, càng quan trọng hơn là chân khí trong cơ thể, ẩn giấu ở trong kiếm thể, khống chế thành thạo, mảy may không tiết ra ngoài. Một khi bắn ra, kiếm khí vào mây, lực lượng như hồng, quỷ thần khó lường. Ánh mắt xa xăm, thanh âm của Bạch Phong mang theo khâm phục cùng tôn sùng. Cho tới nay, ta đều cho rằng, chiêu này là không có thiếu hụt, uy lực vô tận, không nghĩ tới, đối phương một chiêu phá tan. Một kiếm kia của hắn, thật diệu, tuyệt không thể tả. Tuy bị một kiếm đánh giết, nhưng cũng nhìn ra kiếm thuật của đối phương, quả thực cao minh, thành tâm khâm phục. Cái này, mọi người nháy mắt, Bạch Nguyễn Khanh hơi đỏ mặt nhìn qua. Phong lão, ngươi không tức giận. Bị một tiểu nhân vật ngay cả hư tiên cũng không có đến vừa thấy mặt liền chém giết, cao thủ như ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trên mặt tối tăm, rất mất mặt, rất tức giận. Nhìn thấy kiếm pháp lợi hại như thế, cảm ơn còn không kịp, vì sao phải tức giận. Bạch Phong sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, dường như biết ý nghĩ của bọn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân là tu luyện giả, nhất định phải khiêm tốn, mà không phải tự cho là đúng. Kiếm đạo bao la, không biết phần cuối, người ta cố gắng cả đời, cũng không thể thăm dò hết, cần gì một chút mặt mũi không tồn tại mà ảnh hưởng cảm xúc. Không nên bị danh lợi ảnh hưởng, nếu như ta mua danh cầu lợi, hiện tại ít nhất cũng là trưởng lão hạch tâm. Vâng. Sắc mặt mọi người đều đỏ lên. Dựa theo thực lực, vị Bạch Phong này, hoàn toàn có thể làm trưởng lão hạch tâm, nhưng hắn vẫn chăm sóc Bạch Diệp trưởng lão, thời khắc làm một người hầu, chưa từng vượt qua, phần tâm tính này đáng giá được kính nể. Phong lão, ta rất biết điều này lý giải kiếm pháp. Rất cao sao, chẳng lẽ còn lợi hại hơn ngươi? Bạch Nguyễn Khanh tò mò nhìn qua. Ta, Bạch Phong lắc đầu. Ta không có tư cách tới đánh đồng. Được rồi, lần tỉ thí này, thu hoạch tương đối khá, ta đi về trước. Nguyễn Khanh, ngươi tiếp tục tìm kiếm vị đệ tử bán thuốc kia. Nói xong đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra ngoài, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Phong lão nói đi là đi, không chần chờ chút nào, Bạch Nguyễn Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Lưu Lộ Kiệt. Vị ta rất biết điều này, dù sao các ngươi cũng đánh không lại, đừng quản nữa, đi giúp ta thẩm tra vị này là ai đi. Lần nữa lấy chân dung ra ngoài. Hiện tại các đệ tử, đều cùng ta rất biết điều giao đấu, muốn thẩm tra cũng không dễ dàng. Đợi tỉ thí xong, ta lập tức tìm người hỏi thăm. Lưu Lộ Kiệt đứng dậy. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Ta vừa rồi nhìn một chút, ít nhất còn 3.000 người, còn có không ít đệ tử nội môn liên tục không ngừng tiến vào bên trong, triệt để giao đấu xong cần rất lâu a. Mặc kệ bao lâu, chúng ta khẳng định cũng sẽ kiên trì, chắc chắn sẽ không nhận thua. Đây là sự kiêu ngạo cùng kiên trì của chúng ta. Trong ánh mắt Lưu Lộ Kiệt mang theo kiên định. Ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì, ta rất biết điều lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị hao hết lực lượng, tươi sống giết chết, mà thắng lợi cuối cùng, thuộc về chúng ta. Thời điểm dõng dạc bảo đảm, chỉ thấy Vương Kiệm Đông khẽ đảo cổ tay, lòng bàn tay nhiều ra một ngọc bài, liếc mắt nhìn, da mặt không ngừng vặn vẹo, dường như có lời gì muốn nói, nhưng nói không ra miệng. Làm sao vậy? Lưu Lộ Kiệt hỏi. Khụ khụ, Lưu Sư Huynh, tỉ thí kết thúc, ta rất biết điều một kiếm chém giết 3.000 người còn lại. Hiện tại đã quyết định thắng bại. Vương Kiệm Đông nhìn không được nói. Một kiếm chém giết, 3.000 người. Thân thể run rẩy, Lưu Lộ Kiệt suýt chút nữa ngã sấp xuống, trong mắt chừng đến sắp rơi trên mặt đất. Ngươi xác định, không chỉ hắn, Bạch Nguyễn Khanh cũng choáng váng. Một kiếm giết một cái, giết hai cái, thậm chí giết 10 cái, đều có thể tiếp nhận. Giết 3.000, đây là đùa giỡn sao? Tin tức đã xác định, bây giờ mọi người bị chém giết đều lần nữa trở lại thông thần điện, chờ phán quyết. Vương Kiệm Đông nói, thân là đệ tử nội môn xếp hạng thứ 3. Có bản thân thuộc hạ trung thành, nguồn tin tức chuẩn xác không sai. Cái này, lông mày nhảy dựng, Lưu Lộ Kiệt vội vàng ôm quyền. Bạch sư tỷ, tất cả mọi người đồng thời bị giết, chứng minh cá cược đã hoàn thành, chúng ta những người đánh cược này, cần đi vào thông thần điện tiếp nhận phán quyết, mong được tha thứ. Đi đi,
biết quy củ, Bạch Nguyễn Khanh không có nói nhiều, mà khoát tay áo. Nói thật, đến bây giờ nàng cũng khó tin đây là sự thực. Song quyền đánh tan nội môn, một kiếm chém giết 3000. Vị ta rất biết điều này đến cùng là ai. Quan trọng là làm ra chuyện này, huyên náo toàn bộ nội môn gà chó không yên. Cùng biết điều có nửa xu quan hệ. Kiếm các đình, đám người mộc trưởng lão cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nơi này cho thấy thực lực của đối phương, chứng minh người này xác thực là đệ tử nội môn, một đệ tử nội môn, khiêu chiến toàn bộ nội môn, liên tục giết hơn 1000 người, không những không bại, còn giết bọn họ. Quả thực biến thái tới cực điểm. Bất quá lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiến thắng, đệ tử nội môn có hơn vạn, tin tức truyền ra, vì tôn nghiêm, tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chỉ cần không thể chém giết toàn bộ người trong đại điện, liền không có khả năng thành công. Mộc trưởng lão lắc đầu. Cho nên, bất luận kiên trì bao lâu, cũng chỉ có thua. Mọi người đồng thời gật đầu. Một người khiêu chiến toàn bộ nội môn, lại là cùng cấp bậc, thành công, quá khó khăn. Dù lại nghịch thiên cũng vậy. Ông, đang cảm xúc, Ngọc Bài đưa tin phát ra âm thanh, Mộc trưởng lão cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó ngốc tại chỗ. Cái này, có kết quả rồi, ta rất biết điều một kiếm chém giết 3000 người, tranh tài kết thúc. Làm sao có thể? Một kiếm chém giết 3000. Lặng ngắt như tờ, tất cả trưởng lão đều choáng váng. Hô hô hô, thông thần điện, vô số thân ảnh xuất hiện. Tham dự giao đấu, sau đó bị giết, hầu như đều ở sau khi nghe được tin tức đều chạy về, nhìn thanh niên ở chính giữa có chút sụi lơ, từng cái ánh mắt phức tạp. Vừa nghe đối phương nói, muốn khiêu chiến tất cả mọi người, đều cho rằng là ngạo mạn, bị hóa điên. Chân chính trải qua chiến đấu mới hiểu được, đối phương thật có thực lực diệt toàn bộ nội môn. Giao đấu kết thúc, lúc ấy ta rất biết điều khiêu chiến tất cả mọi người ở đây. Lấy kiếm các tệ trên người mọi người làm tiền đặt cược, hiện tại đã có kết quả. Một nhân viên quản lý chịu trách nhiệm tỉ thí đi ra, âm thanh vang lên. Ta rất biết điều chiến thắng. Như vậy liền chiến thắng, toàn bộ nội môn cũng không thắng được hắn. Cái này chỉ sợ là một ngày sỉ nhục nhất của nội môn. 5000 đệ tử, đều thua, tại sao có thể như vậy? Nghe được kết quả, ở đây không ít người tâm tính mất cân bằng, có chút sụp đổ. Thân là đệ tử Lăng Vân kiếm các, đều có kiêu ngạo thuộc về mình, mà bây giờ những kiêu ngạo này, bị một người dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Ta không phục, ta nghe được tin tức liền chạy tới, còn không có tham gia giao đấu, không tin một mình hắn có thể thắng được 5000 người. Coi như có thể thắng được, đám người Lưu Lộ Kiệt sư huynh khẳng định cũng không có xuất hiện, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy. Có người hô lên, nghe được đệ tử nội môn tranh đấu, không ít người đuổi đến. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, vẫn như cũ có hơn phân nửa đệ tử nội môn không có xuất hiện. Không ít người, vừa mới đi vào, liền nghe nói chiến đấu kết thúc, rõ ràng không có tham dự, nhưng phải gánh tội danh sỉ nhục, cực kỳ không cam tâm. Lưu Lộ Kiệt sư huynh, liên tục nội môn đệ nhất 7 năm, ta không tin hắn ra tay, ta rất biết điều có thể thắng. Có người quát, trước đó Lưu Lộ Kiệt ra tay, chưa kịp nói liền bị chém giết, không ít người chẳng qua là cảm thấy kiếm pháp giống. Nhưng kiếm pháp tương tự, liền nhất định đúng ư? Chưa hẳn. Nghe được kêu la như vậy, không khỏi hy vọng, có phải Lưu sư huynh thật không có xuất hiện hay không? Mới để cho tên này thắng. Chẳng lẽ các ngươi muốn không thừa nhận cá cược? Người phụ trách thông thần điện nhướng mày. Không thừa nhận cá cược ngược lại không đến nỗi, thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng cũng chỉ thắng được tất cả mọi người ở đây, mà không phải thắng được toàn bộ nội môn chúng ta. Trong nội môn, những cao thủ chân chính thật muốn xuất thủ, hắn chưa hẳn có thể kiên trì đến bây giờ. Người nói chuyện trước đó cao giọng nói. Vô luận ngụy biện như thế nào, cũng không che giấu được thảm bại bị giết 5000 người. Đã như vậy, chỉ cần không thừa nhận thắng được toàn bộ nội môn, chí ít còn có thể kéo chút mặt mũi. Nội môn hết thảy hơn 1 vạn người, hơn 5000 người bị giết, cái này còn không phải thắng được nội môn. Là thắng được cái gì? Nói ra lời này, không cảm thấy xấu hổ ư? Người phụ trách thông thần điện sầm mặt lại. Bọn họ là trưởng lão tông môn, không thuộc về nội môn, hạch tâm hay ngoại môn đều là giải quyết việc chung, sẽ không làm việc thiên tư. Chúng ta nói là, trong đệ tử nội môn, mấy vị lợi hại nhất không ra tay. Bọn họ không có ra tay, nói thắng được toàn bộ nội môn, liền không có căn cứ. Đệ tử kia nghiến răng. Ngươi làm sao phán định bọn họ không ra tay? Người phụ trách thông thần điện nói. Ta không cách nào phán định.
cho nên xin thông thần điện công bố tình hình chiến đấu cụ thể. Như vậy, coi như thua, cũng tâm phục khẩu phục. Người này tiếp tục nói. Không sai, xin lấy ra tình hình chiến đấu cụ thể, chúng ta đều muốn biết, đến cùng ai tham gia chiến đấu, cuối cùng dẫn đến thua, chúng ta chưa kịp tham gia, cũng không muốn cõng nồi. Đưa ra cái này, mới có thể biểu hiện công bằng. Nếu như tham gia chiến đấu, đều là đệ tử vừa tiến vào nội môn, thực lực không mạnh, thua rất bình thường, làm sao để chúng ta tin tưởng và nghe theo. Không ít người nói. Hết chương 3614. Chương 3615. Tình hình chiến đấu cụ thể 2. Những người nói chuyện, hầu như đều là nghe được tin tức chạy tới, kết quả lại không tham gia chiến đấu. Một người đơn đấu 5.000 người, hơn nữa ngắn ngủi nửa giờ liền đạt được thắng lợi. Thực sự để cho người ta quá không dám tin tưởng. Không nhìn tình hình chiến đấu cụ thể mà nói, không có người sẽ phục. Các ngươi xác định. Nghe được yêu cầu này, người phụ trách thông thần điện nhíu mày. Người ở thông thần điện đều ẩn nấp thân phận, tình hình chiến đấu cụ thể lại có thể rõ ràng hiển lộ ra thân phận chân thật cùng với tỷ lệ chiến thắng. Tuy sẽ không tỉ mỉ đến trong chiến đấu, nhưng tên đã bày ra, cũng là xúc phạm việc riêng tư. Không sai, chúng ta đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý, tuy thua, cũng muốn biết đến cùng hắn thắng được những người nào. Biết hổ thẹn sau đó dũng, như vậy mới có thể xác định, hắn có phải thật thắng được nhiều người như vậy hay không. Một hồi xôn xao. Đã có yêu cầu này, lấy ra cũng không sao. Người phụ trách thông thần điện nhìn quanh một vòng, quay đầu phân phó một câu. Một thanh niên xoay người rời đi, thời gian rất dài, một cái ngọc bài được mang tới. Đây là danh sách ta rất biết điều trong vòng nửa canh giờ chém giết. Các ngươi có thể nhìn một chút. Thanh niên lắc bàn tay một cái. Rầm. Một danh sách xuất hiện ở trước mặt mọi người, lơ lửng giữa không trung, phía trên ghi chú rậm rạp chẳng chịt cái tên. Mau nhìn, Lưu Lộ Kiệt sư huynh ở phía trên. Có người hô lên. Vội vàng nhìn lại, mọi người nhìn thấy một cái tên xếp ở phía trước, lộ ra chói mắt như vậy. Lưu Lộ Kiệt, 4 lần. Nói như vậy, Lưu Lộ Kiệt sư huynh đã tới. Chỉ là, phía sau 4 lần, có ý tứ gì? Có người nhìn không được tò mò hỏi. 4 lần này, là nói rõ. Hắn bị liên tục chém giết 4 lần. Bị giết chết một lần không cam tâm, đổi thông thần ngọc phù, ngụy trang thành thân phận khác, lần nữa tới, lại bị giết, như vậy chọn 4 lần. Người phụ trách thông thần điện mặt không hề cảm xúc. Bị giết liên tục 4 lần. Ta sát, quá không biết xấu hổ a. Hẳn không phải không biết xấu hổ, mà là quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Mau nhìn, Vương Kiệm Đông sư huynh cũng bị giết 4 lần. Sắc mặt mọi người đều đỏ lên. Người trước đó hô to, Lưu Lộ Kiệt sư huynh không có tham gia tỉ thí, hận không thể có khe đất chui vào. Còn tưởng rằng vị nội môn đệ nhất Lưu sư huynh này không có tới, ai nghĩ đến. Bị giết một lần, chạy tới, bị giết một lần chạy tới. Mất mặt a. Bạch Nguyễn Khanh là ai? Nội môn thật giống như không có cái tên này. Nàng cũng bị giết 2 lần. Lại có người hô. Nàng hình như là, cháu gái ruột của Bạch Diệp trưởng lão, đệ tử Hạch Tâm. Đệ tử Hạch Tâm cũng vụng trộm chạy tới khiêu chiến, còn bị giết 2 lần. Dưới đài lần nữa xôn xao. Trước đó còn cho rằng Lưu Lộ Kiệt bị giết liên tục 4 lần, liền đủ để cho người ta không ngóc đầu lên được, không nghĩ tới, đệ tử nội môn tỉ thí. Đệ tử Hạch Tâm cũng chạy tới, quan trọng là còn bị chém 2 lần. Bạch Nguyễn Khanh là đệ tử Hạch Tâm, như vậy Bạch Phong là ai? Thật giống như chưa từng nghe qua. Bạch Phong ta nghe qua, là, người hầu của Bạch Diệp trưởng lão, tuy không phải trưởng lão, nhưng nghe nói thực lực cường đại hơn trưởng lão Hạch Tâm. Cường đại hơn trưởng lão Hạch Tâm, cũng chạy tới khiêu chiến, bị giết. Tiếp tục nhìn xuống, tất cả đệ tử nội môn đã gần muốn sụp đổ. Nếu chỉ là Lưu Lộ Kiệt liên tục 4 lần bị giết, bọn họ nhận, dù sao cũng là vì danh tiếng nội môn, không muốn chút mặt, không gì đáng trách. Đệ tử Hạch Tâm chạy tới liên tục bị giết 2 lần, một người thực lực có thể so với trưởng lão Hạch Tâm chạy tới cũng bị giết, có chút khoa trương a. Huyên náo lớn như vậy, vì sao trưởng lão nội môn không có người quản? Đúng vậy, nửa giờ, coi như các trưởng lão tin tức lại lạc hậu, cũng hẳn là biết a. Mọi người đồng thời toát ra nghi ngờ. Ngay cả đệ tử Hạch Tâm cũng chạy tới chiến đấu, bị giết, nội môn nhiều trưởng lão như vậy, vì sao cái gì cũng không nói, cũng không khuyên giải ngăn trở. Mau nhìn, phía dưới còn có tên. Đang kỳ lạ, lại có người hô lên.
Mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình lại có không ít tên chậm rãi xuất hiện. Mộc Tuyền, Hoàng Hữu, Trương Lăng Ba, Lục Vân. Mộc Tuyền hình như là Mộc trưởng lão. Hoàng Hữu là trưởng lão của chúng ta. Trương Lăng Ba là trưởng lão của chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vẻ mặt biến thành màu đen, suýt chút nữa trái tim không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt. Ta còn tưởng rằng các trưởng lão không quản, không nghĩ tới, bọn họ cũng giả mạo đệ tử chạy tới khiêu chiến, kết quả. Bị giết. Truyền thụ cho chúng ta kiếm thuật, lại bị giết chết. Vị ta rất biết điều này rốt cục mạnh đến mức nào. Thật muốn điên rồi. Đặc biệt là đệ tử trước đó gào to phải xem tình hình chiến đấu cụ thể, hận không thể một tay quất chết mình. Vốn định vì nội môn cứu danh dự, lần này tốt rồi. Đường đường đệ tử nội môn cùng người ta đánh cược, kết quả. Đệ tử hạch tâm tới không nói, ngay cả trưởng lão cũng tự mình động thủ. Quan trọng là, thắng thì thôi, còn thua. Giống như nhà trẻ đánh nhau, một đứa bé khiêu chiến toàn bộ nhà trẻ, lão sư, phụ huynh chẳng những không giúp đỡ khuyên can, chạy tới đồng dạng bị đánh. Mất mặt, vô cùng xấu hổ. Không muốn tình hình chiến đấu cụ thể còn tốt, muốn. Hận không thể tại chỗ đi chết. Mọi người đối thoại, cùng tình hình chiến đấu cụ thể, Trương Huyền cũng nhìn ở trong mắt, không khỏi ngây người. Lúc nào đệ tử nội môn, trưởng lão cũng xuất hiện. Làm sao một chút cảm giác cũng không có. Theo lý thuyết, những người này xuất thủ, khẳng định rất mạnh, sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân AH. Nhưng chiến đấu nửa giờ, hầu như đều là một kiếm một cái, không có gặp được chống cự gì ra dáng AH. Quên đi, chỉ cần kiếm tiền là được. Nghĩ một lát. Nghĩ mãi mà không rõ, chẳng muốn tiếp tục chú ý, nhìn về phía thẻ mình, con mắt sáng lên. Lần này chém giết hơn 5.000 người, dựa theo cá cược, những người này đều phải giao tất cả kiếm các tệ cho mình, tính như vậy, khẳng định kiếm rất lớn. Ngón tay siết chặt, nhìn lại. Phía trên rất nhanh hiện ra một chuỗi con số. 283.764. Hơn 28 vạn kiếm các tệ. Trương Huyền suýt chút nữa cười ra tiếng. Quả nhiên loại cá cược này, tiền tới nhanh nhất. Hơn 5.000 người, mỗi người bình quân hơn 50 kiếm các tệ, nửa giờ kiếm lời hơn 28 vạn. Tương đương với của cải của toàn bộ nội môn, bị vơ vét tiếp cận một nửa. Dùng số tiền này mua sắm đan dược, thuần phục hồ lô, nên dễ như trở bàn tay. Cáo từ, thấy thân thể này đã đi đến mức đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, Trương Huyền đi tới trước đài mua số lượng tiên nguyên đan trung phẩm nhất định. Tinh thần khẽ động, rời đi thông thần điện. Kết quả đi ra, tiền cũng tới tay, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Về phòng, lấy đan dược ra, lần nữa thả hồ lô. Đây là 10 tiên nguyên đan trung phẩm, nhận ta làm chủ, lập tức cho người ăn. Mở bình ngọc ra, bên trong linh khí nồng nặc, hồ lô lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thế nào, trước đó nói, không tính toán gì hết. Thấy nó có chút chần chờ, Trương Huyền cười cười. Đương nhiên giữ lời, nhận ngươi làm chủ nhân, không có gì, nhưng ngươi phải cho ta đủ dược vật, bảo vật, giúp ta khôi phục. Hồ lô xoay xoay cái mông. Đây là đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Hồ lô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt chất lỏng màu vàng óng bất ngờ bay ra, rơi vào mi tâm Trương Huyền. Ông! Tinh thần tới tiếp xúc, Trương Huyền lập tức ký kết khế ước, tinh thần cùng hồ lô có thể rõ ràng câu thông, coi như không cần lên tiếng, cũng có thể ý niệm giao lưu. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bất quá cho dù có thể giao lưu, Trương Huyền vẫn không có phát giác đối phương là cái gì, đồ vật cùng hắn tinh thần câu thông, giống một quả trứng, muốn tiếp xúc bên trong, căn bản không làm được. Không phải nói cho ngươi biết ư, ta chính là thần thú ngang dọc thiên địa, quát tháo phong vân. Hồ lô tràn đầy kiêu ngạo. Không cần khoác lác, những thuốc này cho ngươi ăn. Thấy tên này càng thổi càng lớn, Trương Huyền không còn gì để nói. Bàn tay lắc một cái, đan dược bay ra. Há miệng nuốt đan dược vào trong bụng, hồ lô lần nữa trông mong nhìn lại. Ta còn muốn. Cho. Thấy bộ dáng của nó, Trương Huyền không còn gì để nói, dù sao hiện tại nhiều tiền, cũng không quan trọng, lại mua 90 viên, tiếp cận đủ 100, toàn bộ ném cho đối phương, để nó từ từ ăn, bản thân thì ổn định lại tâm thần, yên tĩnh suy nghĩ. Lần này lấy thực lực cùng cấp bậc, khiêu chiến 5.000 người. Đối với hắn mà nói, cũng được lợi rất nhiều. Lý giải kiếm thuật càng cao thâm hơn, khống chế lực lượng càng thêm tinh chuẩn. Vận chuyển tu vi một hồi, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể dục già dục dịch,
bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, xung kích hư tiên cảnh. Thông thần điện luyện kiếm, vậy mà cũng có trợ giúp với tu vi. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Dưới tình huống bình thường, hắn ở mấy canh giờ trước mới xung kích phá toái hư không đỉnh phong, muốn triệt để củng cố, cho dù là thiên đạo công pháp cũng cần mấy ngày thời gian ôn dưỡng, mà bây giờ, trải qua trước đó chiến đấu, chân khí trong đan điền có chút phù phiếm, khống chế tự nhiên, nguyên bản khoảng cách hư tiên cảnh rất xa, lại có loại cảm giác tùy thời sẽ đột phá. Nói cách khác, chỉ cần tìm được công pháp thích hợp, có thể tùy tiện xung kích hư tiên, đi đến cảnh giới cao hơn. Xung kích hư tiên cảnh, liền có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm. Như vậy sẽ có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn. Công pháp tu luyện trong tàng thư khố của đệ tử nội môn, chỉ có hư tiên cảnh trở xuống, muốn xung kích cảnh giới cao hơn, chỉ có thể tìm kiếm đối sách. Thiện Hiểu Thiên mới cổ thánh nhất trọng đỉnh phong, cách hư tiên cảnh quá xa. Hắn làm người biết điều, không muốn bại lộ thân phận cùng tu vi, trách nhiệm trở thành đệ tử hạch tâm, chỉ có thể ủy thác đệ tử, nhưng vị đồ đệ này, mới cổ thánh nhất trọng, kém có chút xa. Coi như lấy công pháp của hắn tu luyện, tài nguyên không lo, tấn thăng đến hư tiên cảnh, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Nếu không, tiến bộ quá nhanh, dẫn đến lực lượng phù phiếm, đối với về sau tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù bản thân có nhu cầu, cũng không thể hại học sinh. Thật ra thì, xung kích hư tiên cảnh, trừ đi hạch tâm, còn có một phương pháp, chính là đi Lạc Vũ Cốc, rất nhiều đệ tử nội môn muốn đột phá đều sẽ tới đây. Nơi này nắm giữ không ít tâm đắc cùng trải nghiệm đột phá hư tiên cảnh. Đồ đệ dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào bản thân, Trương Huyền nhìn qua thư tịch ở trong đầu nhớ lại một lần, mắt sáng rực lên. Đệ tử nội môn, muốn xung kích hư tiên cảnh, là có công pháp đối ứng, chỉ bất quá số lượng quá mức đơn lẻ, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn ở Lạc Vũ Cốc đột phá, sau đó nơi này liền lưu lại không ít kinh nghiệm đột phá. Coi như không phải công pháp. Nhưng chỉ cần chỉnh lý tốt mà nói, đồng dạng có thể để cho hắn thuận lợi xung kích hư tiên. Đi đến cảnh giới này, liền có thể vụng trộm lẫn vào đệ tử hạch tâm, đi vào tàng thư khố, quan sát bí tịch, không cần lo lắng thân phận bại lộ. Đi qua nhìn một chút. Nghĩ đến cái này, không chần chờ nữa, nhấc chân ra khỏi phòng. Thiếu gia. Lúc này, Tào Thành Lập đã cùng vị đệ tử nội môn 300 cân kia giao thủ xong xuôi, lần nữa trở lại tiểu viện. Lần này giao thủ, để cả người hắn có chút uể oải, xem ra đối phương cũng không phải kẻ yếu, cho dù vị thống lĩnh sơn tặc này rất mạnh, nhưng giờ phút này thân thể suy nhược, chân run run, có chút gánh không được. Thiện Hiểu Thiên đâu? Không thèm để ý cái tên này, nhìn một vòng, không có phát hiện đệ tử, Trương Huyền cau mày. Đệ tử nội môn khẩn cấp tổ chức đại hội, tiểu thiếu gia đã qua. Tào Thành Lập khom người. Hết chương 3615. Chương 3616, thẩm tra ai là ta rất biết điều. Tổ chức đại hội, Trương Huyền nghi ngờ. Thật giống như không biết từ nơi nào xuất hiện cái hai hàng, một người đơn đấu toàn bộ nội môn, các trưởng lão hết sức tức giận, hô người qua điều tra. Tào Thành Lập gật đầu. Lúc hắn cùng đệ tử nội môn 300 cân kia chiến đấu, có hạ nhân trình báo, cho nên đối với chuyện này, biết rất rõ ràng. Hai hàng, lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Người mới là hai hàng, cả nhà đều là hai hàng. Chỉ là đánh cược mà thôi, điều tra, cần thiết hay không? May mắn, ta sớm thay tên, nếu không thật muốn tra được, liền phiền toái. Trong lòng âm thầm cảnh giác, thực lực của hắn bây giờ, cùng cấp bậc vô địch, nhưng tổng thể tu vi vẫn quá yếu, trước đó nghe được có thể kiếm tiền, chơi quá liều, một khi bị tra ra thân phận, vì sao nắm giữ kiếm thuật mạnh như vậy, vì sao cùng cấp bậc vô địch? Sẽ khó mà giải thích. Thiên đạo thư viện, là bất kể như thế nào cũng không thể tiết lộ. Người có nghe được tin tức gì, tỉ như vị cường giả khiêu chiến toàn bộ nội môn kia ở nơi nào, thân phận gì hay không? Trương Huyền mặt không đổi sắc, ngoài miệng hỏi. Chỉ nghe nói người này tên ta rất biết điều, dù sao hai hàng như vậy, tên là biết điều, trên thực tế ai cũng không có kiêu căng bằng hắn. Còn cụ thể là ai thì không rõ ràng. Tào Thành Lập lắc đầu. Thấy đối phương cũng không hiểu rõ tình hình. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp. Cái kia, đệ tử nội môn đại hội mở ở chỗ nào biết không? Ở trên diễn võ trường. Tào Thành Lập nói. Ta đã biết. Trương Huyền gật đầu, đột nhiên xoay người. Đùng. Tào Thành Lập bụng mặt, giật nảy mình. Thiếu gia, ngươi, tại sao lại đánh ta? Một tát này, đánh rất ác độc,
răng cũng buông lỏng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi hỏi cái gì, ta nói cái đó, không có một chút giấu giếm, lần này tin tức cũng tới rất đúng lúc, không có vấn đề gì, sao lại đánh người? Không có gì, vừa rồi sau khi ngươi vào cửa, chân trái bước vào trước, hỏng quy củ của ta. Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài. Chân trái bước trước, con mắt Tào Thành Lập trợn tròn, có chút phát điên. Cái này con mẹ nó là cái quy củ gì a? Quan trọng là, lúc nào nói qua có loại quy củ cổ quái này. Ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ, lần sau nhất định phải chân phải vào trước. Cắn răng, cố nén nội tâm đau buồn, Tào Thành Lập thầm nghĩ. Rời đi tiểu viện, Trương Huyền không có đi Lạc Vũ Cốc, mà thẳng tắp đi tới diễn võ trường. Xem đối phương làm sao kiểm tra bản thân, lại tra đến bước nào, nếu không nằm ở trong nguy hiểm cũng không tự biết, thật sự là phiền toái. Biết điều mới là vương đạo, lần sau ngàn vạn lần không thể như vậy. Trương Huyền âm thầm cảnh giác. Vừa rồi khiêu chiến đánh thật thoải mái, một người diệt cả nội môn, thoải mái là thoải mái, nhưng thật bị truy xét ra, liền xong đời. Về sau loại sự tình này, nhất định phải cẩn thận, không thể lỗ mãng. Trưởng lão điện. Hà Thiên trưởng lão ngồi ở giữa, bên cạnh mấy vị lão giả, tất cả đều khí tức hùng hậu, cho người ta cảm giác nghiền ép. Phía dưới cùng ngồi, chính là nội môn Mộc trưởng lão. Thực lực của hắn, mặc dù không yếu, nhưng so sánh với mấy người này, còn kém quá lớn, căn bản không phải một cấp độ, ngồi ở phía dưới, vẫn cảm thấy áp lực nồng đậm, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hà trưởng lão, gấp gáp như vậy kêu chúng ta đến, là vì chuyện gì? Lại một lão giả sải bước đi vào. Người đã đến đông đủ, Mộc trưởng lão, liền làm phiền ngươi thuật lại lần nữa đi. Hà Thiên trưởng lão nhìn qua. Vâng. Mộc trưởng lão vội vàng đứng dậy. Trưởng lão nội môn Mộc Tuyền gặp qua chư vị. Trước đó trong đại hội trưởng lão, Hà trưởng lão để mọi người tìm kiếm thiên tài lĩnh ngộ kiếm thuật siêu tuyệt, nội môn chúng ta mới xuất hiện một vị. Ta nghi ngờ, là vị thiên tài lĩnh ngộ thần chi kiếm ý kia. Ồ, căn cứ vào cái gì? Một trưởng lão nhíu mày nói. Thần chi kiếm ý, ảo diệu vô song, coi như thực sự có người lĩnh ngộ, cũng hẳn là ở hạch tâm, nội môn. Không khả năng. Nội môn thông thần điện, hắn một người khiêu chiến tất cả đệ tử nội môn, trong nửa giờ, chém giết 5.000 người. Mộc trưởng lão nói rõ chi tiết một lần. Xác định đối phương chiến thắng, một kiếm diệt sát 3.000, liền rốt cuộc kìm nén không được. Hà trưởng lão vừa nói xong, có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, tên này liền xuất hiện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể chính là người này hay không? Nếu là thật, nội môn không những sẽ không bị chê cười, chỉ sợ còn được ngợi khen. Bại bởi nhân vật siêu tuyệt giống như tổ sư, không những không mất mặt, còn là một loại vinh dự. Cùng cấp bậc, nửa giờ, chém giết 5.000 đệ tử. Ngươi, xác định không có nói dối. Đồng thời chấn động, mấy vị trưởng lão tràn đầy khó tin. Thông thần điện, cấp bậc tương đồng, ai cũng không cách nào thay đổi, một người diệt sát 5.000, chỉ dùng nửa giờ. Quá nghịch thiên. Đây là hình ảnh tỉ thí. Mộc trưởng lão đưa tới một ngọc tinh ghi chép. Lăng Vân kiếm các thông thần điện, giống như ngoại giới, sẽ ghi chép chiến đấu, dùng để bán ra. Vì báo cáo tốt hơn, hắn đã mua hình ảnh ta rất biết điều cùng đệ tử nội môn chiến đấu tới. Chân khí nhẹ nhàng vạch một cái, ngọc tinh lập tức truyền phát ra tình hình chiến đấu, vì không có thời gian, chiến đấu trước mặt thoáng một cái đã qua, một kiếm cuối cùng phá không, vô số kiếm khí diễn biến ra từng đạo kiếm pháp, trong nháy mắt chém xuống 3.000 người. Nhìn thấy một kiếm này, tất cả mọi người lông mày nhảy dựng. Một kiếm này, coi như bọn họ đè thấp đến tu vi tương đồng, cũng khẳng định không làm được. Nhưng đối phương tùy tiện hoàn thành, lý giải kiếm thuật, nên mạnh bao nhiêu. Đạo kiếm ý này, cũng không phải thần chi kiếm ý của tiên tổ, có điều có thể thi triển kiếm pháp đến loại cảnh giới này, không phải hắn, cũng 8-9 phần 10. Trưởng lão kia nói, tuy nghi ngờ, vì sao đệ tử nội môn có thể lĩnh ngộ kiếm ý cao minh như thế. Nhưng sự thật ở phía trước, không thừa nhận không được. Hà trưởng lão gật đầu. Có thể, cho nên ta muốn tiến hành định vị chuẩn xác ta rất biết điều. Từ đó xác định thân phận. Thông thần điện, là không cho phép thẩm tra người, làm như vậy, sẽ phá hư quy củ. Trưởng lão kia cau mày. Thông thần điện, không cách nào tra ra cụ thể là ai, nhưng căn cứ ngọc phù định vị, còn có thể làm được, nhưng làm như vậy, phá hủy quy củ, dễ dàng dẫn tới hoảng loạn. Ta biết, cho nên triệu tập chư vị tới, cùng thương nghị một chút,
nên làm như thế nào? Hà trưởng lão nói, loại thiên tài này, dính dáng quá lớn, ngộ nhỡ chúng ta không tìm được, bị cường giả thần điện phát giác, ta sợ sẽ xuất hiện biến cố không cần thiết. Lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, mặc cho trưởng thành, nhất định có thể khiêu chiến thần quyền, cường giả thần điện vô cùng có khả năng sớm ra tay. Trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua loại sự tình này. Không ít cường giả thiên tư chắc tuyệt, đều bởi vì bảo vệ bất lực, mà bị chém giết. Gian phòng một hồi trầm lắng, bầu không khí có chút đè nén. Thân thể Mộc trưởng lão cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Hắn chỉ là trưởng lão nội môn phổ thông, rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình, có điều từ tất cả trưởng lão nói chuyện với nhau, thật giống như rõ ràng không ít. Những vật này, là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta đề nghị chuyện này, vẫn là trước liên hệ tông chủ, để hắn quyết sách mới là phương thức ổn thỏa nhất. Trầm lắng phút chốc, một vị trưởng lão nói. Tông chủ quyết sách là tốt nhất. Có người gật đầu. Ta đã đưa tin cho tông chủ, đây là hắn trả lời. Cổ tay Hà trưởng lão khẽ đảo, một ngọc phù xuất hiện ở lòng bàn tay, phía trên viết 4 chữ lớn. Tự mình xử lý. Cái này, tông chủ đã nói như vậy, vậy thì kiểm tra đi. Tra ra vị trí chính xác, tìm được người này, cũng có thể bảo hộ càng tốt. Thấy tông chủ ủy quyền cho bọn hắn, mấy vị trưởng lão không có phí lời, đồng thời gật đầu. Đi kiếm các đình. Thấy mọi người làm ra quyết định, Hà trưởng lão đứng dậy. Mọi người tung lên, đồng loạt bay ra ngoài. Tu vi của Mộc trưởng lão quá thấp không cách nào phi hành, Hà thiên trưởng lão phân ra một đạo chân khí, bọc hắn lại, theo sát tới. Vị thiên tài kia có thể là đệ tử nội môn, làm trưởng lão nội môn đệ nhất nhân, có tư cách biết vị trí chuẩn xác của đối phương. Rất mau đến kiếm các đình, không có nói nhảm quá nhiều, mấy vị trưởng lão đưa tới lệnh bài đại biểu thân phận. Thẩm tra vị trí chính xác của ta rất biết điều. Hà trưởng lão nói. Ông. Một tiếng thanh minh, bức tường trước mắt lắc lư một cái. Cái gì cũng không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử co rụt lại. Dựa vào bọn họ nhiều trưởng lão như vậy liên hợp, thẩm tra vị trí xác thực của đối phương, nên cực kỳ đơn giản, làm sao sẽ không có biểu hiện. Hiện tại hắn không ở thông thần điện, cho nên không cách nào thẩm tra. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người vội vàng xoay người, nhìn thấy một lão giả bay thấp xuống. Chính là Lăng Vân kiếm các Hàn tông chủ. Hắn trở về. Gặp qua tông chủ. Mọi người đồng loạt quỳ gối, Hà thiên trưởng lão nhìn qua. Tông chủ vừa nói, không có ở trong thông thần điện, là có ý tứ gì? Đi qua thông thần điện thẩm tra người, bọn họ ai cũng chưa làm qua, cho nên rất nhiều chuyện không hiểu rõ tình hình. Thông thần điện, là ý niệm người đi vào. Mới có thể tra ra vị trí thân thể cụ thể, nếu như ý niệm không ở bên trong, làm sao kiểm tra? Hàn tông chủ giải thích. Đám người Hà trưởng lão giật mình. Trước đó Mộc trưởng lão thẩm tra tu vi của đối phương, hắn còn ở trong đó cùng người tỉ thí, dễ dàng liền thành công, mà bây giờ, hắn vắng mặt, đương nhiên là cái gì cũng không tra được. Giống như đang online, ngành công an tùy tiện có thể tra ra vị trí cụ thể của điện thoại, không online mà nói. Thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể xác định. Không cần khẩn trương, ở đây bảo vệ, chỉ cần ta rất biết điều lại đi vào thông thần điện, rất dễ dàng phát hiện. Tông chủ cười nhạt một tiếng. Mọi người gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đối phương khiêu chiến nhiều người như vậy, xông ra danh khí lớn như vậy, kiếm lời nhiều kiếm các tệ như vậy, khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ cần ôm cây đợi thỏ, không tin không tìm ra được. Dù sao cũng không quan tâm một ngày hai ngày. Vậy chúng ta ở chỗ này bảo vệ, Mộc trưởng lão, chuyện này dính dáng cực lớn, ngươi cũng đừng trở về, cùng một chỗ chờ đợi đi. Rõ ràng chuyện gì xảy ra, Hà trưởng lão lại không giàu dĩ, cười cười. Vâng, Mộc trưởng lão không dám nói nhiều, vội vàng gật đầu. Trong lúc nhất thời, chư vị cường giả đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ Lăng Vân kiếm các, tất cả đều chờ đợi Trương Huyền đi vào thông thần điện. Hết chương 3616. Chương 3617, là hắn chính là hắn. Trương Huyền thân là người trong cuộc, lại không biết loại tình huống này, mà một đường đi nhanh, thời gian không dài, đi tới diễn võ trường. Nơi này đã người đông nghìn nghịt, hơn vạn đệ tử nội môn nhận được tin tức, tất cả đều ngừng tu luyện chạy đến. Đi theo sau lưng mọi người, Trương Huyền tìm nơi hẻo lánh, dù sao hiện tại nhiều người, cũng không có người chú ý một người bình thường như hắn.
chư vị chắc hẳn đều đoán được, tìm bọn ngươi đến là vì chuyện gì. Giữa đám người, một lão giả nhìn quanh một vòng, âm thanh truyền vào lỗ tai mỗi người. Trưởng lão nội môn thứ hai, Hoàng Hữu. Tất cả đệ tử nội môn, nghe được trưởng lão nói, đều hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Vừa bị người ở thông thần điện đánh bại, trưởng lão liền triệu tập tới, ngu nữ cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nội môn Lăng Vân kiếm các, truyền thừa mấy ngàn năm, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù không biết, vị ta rất biết điều kia là ai trong các ngươi, nhưng có thể lấy sức một người, chiến thắng 5.000 người cùng cấp bậc, cũng coi như mở ra tiền lệ của kiếm các. Hắn là đáng giá khen ngợi, nhưng những người khác, 5.000 người vây công, ngay cả một người cũng giết không được. Ta chỉ muốn hỏi một chút, những năm này các ngươi học cái gì? Ngày ngày ở tông môn ăn không ngồi rồi sao? Nhìn về phía mọi người, trên mặt Hoàng Hữu không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không biết là tức giận, hay vui vẻ. Nghe được quát tháo, vẻ mặt mọi người đều đỏ lên, khuôn mặt xấu hổ. 5.000 người vây công, lại bị một người giết chết. Quả thực vô cùng nhục nhã, vô luận cãi lại như thế nào, cũng cãi không xong. Chỉ là, người vụng trộm chạy tới cũng bị người ta giết, mọi người là chó chê mèo lắm lông a. Vị ta rất biết điều này, chúng ta thực không phải đối thủ, chỉ là. Có phải đệ tử hạch tâm ngụy trang hay không? Một đệ tử nội môn nhìn không được hỏi. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới không ít người cộng hưởng. Đệ tử nội môn có bao nhiêu lợi hại, tất cả mọi người rõ ràng, mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, để cho người ta tin tưởng, nhưng mạnh mẽ nhiều như vậy, cũng có chút khó hiểu. Ta cùng đám người mộc trưởng lão đặc đi kiếm các đỉnh tra xét, thực lực của đối phương chỉ là phá toái hư không đỉnh phong. Đây là kết quả thẩm tra. Dường như biết mọi người nghi ngờ, vẻ mặt Hoàng Hữu lãnh đạm, ngón tay điểm ra. Ông! Một hình ảnh ghi chép hiện lên ở trên không, chính là tình cảnh trước đó mấy vị trưởng lão đi thăm dò, rất nhanh bức tường hiện ra thực lực, cùng hắn nói giống nhau như đúc. Phá toái hư không đỉnh phong, đệ tử nội môn. Nội môn thật có thể mạnh như vậy. Cùng cấp bậc có thể cường đại như vậy. Xem xong một màn này, mọi người rõ ràng, ta rất biết điều thực sự là đệ tử nội môn, trước đó nghi ngờ, tất cả đều tan thành mây khói. Bây giờ còn có gì để nói? Phát ra hình ảnh xong xuôi, Hoàng Hữu trưởng lão lạnh lùng nhìn qua, trong thanh âm mang theo lạnh lùng. Không sánh bằng, liền cảm thấy đối phương là hạch tâm. Các ngươi có từng nghĩ nguyên nhân ở bản thân? Không cần mọi người trả lời, khí tức trên người càng ngày càng lăng lệ, càng ngày càng dày, ép người không thở nổi. Cùng cấp bậc, vì cái gì ta rất biết điều có thể cường đại như vậy? Là bởi vì, hắn giống như ngoại hiệu của mình, biết điều không có người biết, không có người chú ý. Chưa từng tham gia tỉ thí, chưa từng cùng người tranh phong, thậm chí không ra tay. Một lòng chỉ có tu luyện, lại tu luyện. Hao tốn tâm huyết cùng mồ hôi gấp người khác không biết bao nhiêu lần, mới đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Mà các ngươi thì sao? Âm thanh càng thêm vang dội. Cả ngày giao đấu, hiển lộ thân phận, lấy dẫn tới người khác chú ý làm mục đích chủ yếu, nhưng tu vi chưa bao giờ để tâm. Làm sao có thể tu luyện ra tuyệt thế kiếm thuật? Trở thành cường giả chân chính. Mọi người đồng thời xấu hổ. Trương Huyền vịn cằm. Bản thân chưa từng tham gia trận đấu, chưa từng cùng người tranh phong. Là bởi vì mới đến kiếm các không tới một ngày. Bất quá, tu luyện hao tốn tâm huyết không biết gấp người khác bao nhiêu lần cùng biết điều. Ngược lại là thật. Cho nên thất bại không nên ôm oán hận, đó là bởi vì các ngươi bỏ ra còn chưa đủ, còn không có cố gắng bằng người khác. Âm thanh của Hoàng trưởng lão tiếp tục vang lên. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ sỉ nhục, lần nữa dấy lên tự tin, để nội môn chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Có thể làm được hay không? Có lòng tin hay không? Có thể. Có. Từng cái siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Thấy bọn họ khí thế như hồng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng cha ra thân phận của mình rồi, sợ tới mức vội vàng chạy tới, náo loạn nửa ngày, là lấy mình làm nhân vật phản diện, khích lệ khí thế của mọi người. Nói đến thế thôi, các ngươi đã có lòng tin, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Hoàng Hữu trưởng lão gật đầu, vung tay lên. Mặt khác, các ngươi ai là ta rất biết điều, có thể chủ động tới tìm ta. Thấy không có tra được thân phận cụ thể, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, từ chỗ ẩn thân đi ra, vừa định rời đi, liền nghe một tiếng la gấp gáp vang lên. Là hắn, chính là hắn, ta tìm được. Thanh âm này vang lên vô cùng bất ngờ. Hơn nữa rất sốt ruột,
lập tức đưa tới vô số người chú ý. Trương Huyền cũng quay đầu, vừa xem xét, lông tơ lập tức dựng lên, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy ra hỏa hô đang chỉ mình, ánh mắt các đệ tử đều đồng loạt nhìn lại. Sát! Ra đầu nổ tung, Trương Huyền điên rồi. Chẳng lẽ bị người nhận ra? Nếu thực như thế, còn biết điều thế nào? Trọng yếu nhất là, xác nhận thân phận, cũng không cần tu luyện, mỗi ngày chạy tới khiêu chiến liền không biết bao nhiêu, phiền cũng có thể phiền chết. Dù sao người người đều muốn dương danh lập vạn, trở nên nổi bật, chém giết 5.000 người, không làm được, chỉ cần đánh bại bản thân, chẳng khác nào thu được thành tựu cao hơn. Không phải ta, không phải ta, ngươi nhận lầm. Trương Huyền quay đầu chạy, tốc độ nhanh tựa như ngựa hoang mất cương, thời gian nháy mắt liền mất đi tung tích. Đừng chạy. Đệ tử nội môn kia hô lên, thấy tên này trốn nhanh như vậy, cũng kìm lòng không được ngây người. Vừa định đuổi theo, liền cảm thấy bên cạnh có một cỗ áp lực nồng đậm kéo tới, Hoàng Hữu trưởng lão chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Người mới vừa nói, là hắn là ai? Là một gia hỏa bán thuốc giả. À, không, bán thuốc thật. Vị đệ tử này vội vàng khom người. Da mặt Hoàng Hữu trưởng lão co giật, hận không thể quất chết gia hỏa trước mắt này. Bản thân đang nói ta rất biết điều, cái tên này liền là hắn kêu loạn, đối phương càng sợ tới mức sốt ruột chạy trốn. Còn tưởng rằng tìm được vị cường giả kia, không nghĩ tới, chỉ là gia hỏa bán thuốc. Thấy được bán thuốc, không đến mức kích động như vậy à. Vâng, Bạch Nguyễn Khanh sư tỷ tìm hắn, một mực tìm không thấy, vừa nhìn thấy, cho nên có chút kích động. Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng trưởng lão không đúng, vị đệ tử này vội vàng nói. Vị này, mặc dù không phải gia hỏa ở gần Trương Huyền bày quầy bán hàng lúc trước, nhưng cũng là một thành viên khi ấy, gặp qua hình dáng của Trương Huyền. Chỉ bất quá Trương Huyền không chú ý đối phương mà thôi. Bạch Nguyễn Khanh tìm hắn. Hoàng Hữu trưởng lão cau mày. Bạch Nguyễn Khanh là đệ tử hạch tâm, hắn xem như trưởng lão cũng có nghe nói, cháu gái ruột của Bạch Diệp trưởng lão, tìm một đệ tử nội môn làm gì. Vâng, hình như là mua thuốc của hắn, hiệu quả cũng không tệ lắm, muốn tìm hắn mua một ít. Vị đệ tử này trả lời. Đi giúp Bạch Nguyễn Khanh tìm, chớ chọc nàng tức giận. Còn tưởng rằng là ta rất biết điều, đã không phải, Hoàng Hữu trưởng lão không còn hứng thú, bất đắc dĩ khoát tay áo. Vị đệ tử này vội vàng gật đầu, không kịp đi tìm đám người Lưu Lộ Kiệt, cấp tốc đuổi theo. Nguy hiểm thật, chạy không biết bao xa, không phát hiện có người đuổi theo, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại, xoa xoa mi tâm. Hắn chỉ muốn làm người bình thường, biết điều sống. Khó khăn như thế sao? Ta là thật không muốn ưu tú như vậy a hát. Có người phát hiện, thân phận khẳng định bại lộ. Trương Huyền suy tư. Mặc dù không biết là tiết lộ thế nào, nhưng chỉ cần bản thân không thừa nhận, không hiển lộ thực lực, đối phương hẳn là tìm không thấy chứng cứ, chứng minh mình là ta rất biết điều. Nhất định phải hủy diệt thông thần ngọc phù của ta rất biết điều. Không hủy diệt, một khi bị đuổi kịp, chỉ cần thẩm tra đối chiếu, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới thân phận, đến lúc đó thật sự hết đường chối cãi. May mắn, trước đó đánh cược lấy kiếm các tệ, dùng một tấm thẻ không ký danh, đối phương thẩm tra không đến, không cần lo lắng thứ này không tìm về được. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra thông thần ngọc phù của ta rất biết điều, tiện tay bóp nát, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thông thần ngọc phù, thường xuyên luận võ, bị giết là chuyện thường xảy ra, bởi vậy không ít người đều trong đó giao dịch tiền bạc, đặt ở trên thẻ không ký danh, bất luận đổi bao nhiêu ngọc phù, tiến vào bên trong đều có thể nhẹ nhõm tìm về. Cho nên cho dù hủy ngọc phù, tiền cũng sẽ không tổn thất. Làm xong những việc này, Trương Huyền yên lòng, lúc này phát hiện, vừa rồi người chỉ vào hắn kia đã đuổi theo. Nhìn lại sau lưng đối phương, cũng không phát hiện có nhiều người, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy nghi ngờ. Cái tên này hô lên bản thân là ta rất biết điều, vị Hoàng Hữu trưởng lão kia cùng những người khác hẳn đều sẽ đuổi tới a. Vì sao chỉ có một người? Chẳng lẽ là sợ hù dọa bản thân? Bất quá bất kể như thế nào, mặc kệ đối phương nói thế nào, không thừa nhận là được. Dù sao ngọc phù đã bị bóp nát, không có chứng cứ. Vị huynh đệ kia, ngươi chạy thật nhanh. Vị đệ tử kia đi tới trước mặt, miệng thở hổn hển. Tuy vừa rồi Trương Huyền chạy trốn, vì phòng ngừa người khác nhìn ra dị thường, đã dùng tốc độ rất chậm, cũng không phải đối phương có thể tùy tiện đuổi theo. May mắn ta nhận ra ngươi, hơn nữa đuổi tới, ha ha, lần này ta phát đạt. Con mắt sáng lên,
vị đệ tử này nhìn về phía Trương Huyền, giống như thấy được bảo tàng. Nhận ra ta, ngươi cũng đừng nói bậy, ta không phải ta rất biết điều, vị kia vô cùng anh hùng, mạnh mẽ vô song, anh tuấn tiêu sái, hắn như mặt trời chói mắt. Mà ta chỉ là đệ tử nội môn phổ thông, không đáng giá nhắc tới. Nói lung tung, sẽ chết người đấy. Trương Huyền vội vàng xua tay. Ta rất biết điều, ta chưa nói ngươi là ta rất biết điều a. Vị đệ tử này sững sờ, có chút ngây người. Hết chương 3617. Chương 3618. Nhất định phải gả cho hắn. Ách, Trương Huyền cứng đờ. Vậy ngươi đuổi theo ta làm gì? Ngươi không phải nhận ra ta là ta rất biết điều, chạy nhanh như vậy đuổi tới làm gì? Sợ tới mức ta ngay cả ngọc phù cũng bóp nát. Ngươi không phải bán một bình thuốc chữa thương cho Bạch Nguyễn Khanh sư tỷ sao? Nàng để chúng ta tìm ngươi, nếu không liền đánh tơi bời. Ngươi nhìn tổn thương trên người ta, đều là bị nàng đánh. Nhìn thấy ngươi, tự nhiên phải đuổi theo. Sửng sốt một chút, đệ tử này phản ứng lại, chỉ khuôn mặt mình nói. Liếc mắt nhìn, trên người đối phương quả nhiên có thương tích, nước mắt Trương Huyền sắp chảy ra. Sớm biết là chuyện như vậy, chạy cái rắm a hát. Ngay cả ngọc phù cũng bị bóp nát, đây chính là 20 kiếm các tệ a. Sợ bóng sợ gió một hồi. May mắn tiền không có tổn thất, nếu không thật muốn nhảy lầu tự sát. Nàng tìm ta làm gì? Trương Huyền buồn bực, nhịn không được nói. Ta cũng không rõ ràng, hình như là thuốc đối chữa thương của ngươi hữu dụng, muốn tiếp tục mua sắm. Vị đệ tử này nói. Mua thuốc. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có bị phát hiện thân phận ta rất biết điều cái liền tốt. Còn dược vật, nước tắm hồ lô đương nhiên là có hiệu quả, bằng không thì cũng không có khả năng để thương thế của hắn tốt nhanh như vậy. Đúng vậy, làm phiền ngươi đi với ta tìm Lưu Lộ Kiệt sư huynh, để hắn hỗ trợ liên hệ Bạch sư tỷ. Vị đệ tử này vội vàng gật đầu. Trương Huyền vốn không muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một việc, tâm tư sinh động. Vị Bạch Nguyễn Khanh sư tỷ này, hình như là cháu gái ruột của Bạch Diệp trưởng lão, ở trong hạch tâm địa vị cũng rất cao đúng không? Tin tức nữ bạo long này, trước hắn nghe qua. Đã có địa vị, lại là đệ tử hạch tâm, nếu như có thể mượn thân phận của nàng, đi tàng thư các của đệ tử hạch tâm một chuyến, chẳng phải không cần đi Lạc Vũ Đài. Tiết kiệm ít nhất hai bước. Đúng vậy, địa vị xác thực rất cao, thuốc của ngươi, nàng có thể công nhận, hơn nữa đặc biệt tới tìm, về sau khẳng định sẽ được coi trọng, một bước lên trời ở trong tầm tay. Về sau đừng quên ta là được. Vị đệ tử này hâm mộ cười nói. Bọn họ gặp được Bạch sư tỷ, bị đánh hoàn toàn thay đổi, đối phương khẳng định không giống, nguyên nhân chính là như vậy, thái độ mới cung kính như vậy. Đi thôi. Xác định điểm ấy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, gật đầu đồng ý. Đi theo sau lưng đối phương, thời gian không dài đi tới tiểu viện của Lưu Lộ Kiệt. Ngươi chính là người bán thuốc cho Bạch sư tỷ. Lưu Lộ Kiệt cùng Vương Kiệm Đông nhìn thanh niên trước mắt, dường như so với mình còn nhỏ, hơn nữa tràn đầy lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, cũng có chút khiếp sợ. Là ta trong lúc vô tình có được đồ vật, đã dùng không sai biệt lắm, đối với chữa thương có hiệu quả không kém, bởi vì thiếu tiền dùng, mới bức bách bán ra. Không nghĩ tới cũng hữu dụng với Bạch sư tỷ. Trương Huyền vội nói. Hắn biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trước đó bán ra nước tắm hồ lô, là vì bất đắc dĩ, giờ phút này không thiếu tiền, không dám tiết lộ quá nhiều, trước báo số lượng không nhiều lắm lại nói, nếu không người người đều đi cầu thuốc, ắt phải tiết lộ nhiều bí mật hơn. Ta đã báo tin Bạch sư tỷ, nàng một lát liền đến. Loại thuốc chữa thương này, người tốt nhất nên còn, nếu không, ta cũng không giữ được ngươi. Nghĩ tới vị Bạch sư tỷ kia thô bạo, Lưu Lộ Kiệt nói. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Ở chỗ này chờ a, ta còn có việc. Giao phó xong, Lưu Lộ Kiệt không nói thêm lời, đi vào trong viện. Bị ta rất biết điều liên tục chém giết 4 lần, hắn cảm nhận được áp lực nồng đậm, dù có chút sợ hãi Bạch sư tỷ, nhưng giờ phút này một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Đi tới trong viện, cầm lấy trường kiếm, cùng Vương Kiệm Đông nghiên cứu và thảo luận. Vị ta rất biết điều kia, là thi triển kiếm pháp như thế này. Trường kiếm trong tay Vương Kiệm Đông lắc một cái, kiếm khí gào thét. Không đúng, ta cảm thấy là như thế này. Lưu Lộ Kiệt nhíu mày, thi triển ra chiêu số khác biệt. Hai người ngươi tới ta đi, căn cứ nhớ lại, nghiên cứu tuyệt chiêu của ta rất biết điều, đồng thời thảo luận thiếu hụt trong chiêu số bản thân. Thiên phú cũng không tệ lắm. Nhìn một hồi, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hai người kia,
thiên phú là thật không tệ, mạnh hơn Thiện Hiểu Thiên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ bằng vào nhìn chiến đấu, liền phân tích ra nhiều như vậy, rất không dễ dàng. Nhưng kiếm pháp của hắn ảo diệu vô tận, Bạch Phong cũng lý giải không đầy đủ, đối phương hai đệ tử nội môn, làm sao có thể lĩnh ngộ tinh túy, trò chuyện một chút liền xuất hiện sai lầm, hơn nữa càng ngày càng xa. Trương Huyền nhìn mà mí mắt run rẩy, cố nén xúc động muốn mắng người. Làm lão sư làm quen, nhìn thấy hai người này, càng làm càng sai, thực sự có chút nhịn không được. Nhưng một khi mở miệng, thân phận nhất định tiết lộ, được rồi, nhịn một chút a. Hô! Đúng lúc này, trên không có tiếng thú minh, Bạch Nguyễn Khanh đến. Trương Huyền nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. May mắn tới, bằng không thật sợ mình nhịn không được, chạy tới mắng một trận, sau đó lại mạnh mẽ dạy dỗ. Kiếm pháp của mình mạnh như vậy, bị lý giải sai lầm, vặn vẹo thành bộ dáng này, quá đáng hận. Cuối cùng tìm được ngươi, còn có thuốc chữa thương lần trước bán ta hay không? Từ trên lưng thú nhảy xuống, Bạch Nguyễn Khanh nhận ra Trương Huyền, tràn đầy hưng phấn đi tới trước mặt. Lần trước ra ra uống một bình nhỏ, liền có hiệu quả trị liệu, nếu như nhiều hơn một ít, có lẽ có thể triệt để khôi phục. Ta cũng chỉ còn lại 3 bình. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, lấy ra bình ngọc. 3 bình ta muốn lấy hết. Bạch Nguyễn Khanh vội vàng gật đầu, nhận lấy bình ngọc nhìn một chút, xác nhận giống như lần trước, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Không biết những thuốc này, là ngươi chế biến hay từ nơi nào lấy được? Ta trong lúc vô tình lấy được trong di tích, chỉ còn lại mấy bình này, nếu không phải thiếu tiền, thì không có khả năng lấy ra. Trương Huyền lần nữa nói một lần. Dù sao hồ lô trong đan điền, chỉ cần không nấu, đối phương cũng không phát hiện được. Đáng tiếc. Còn tưởng rằng có thể mua nhiều một ít, thấy đối phương nói như vậy, Bạch Nguyễn Khanh kìm lòng không được có chút thất lạc, lấy ra thông thần tệ đưa tới. Đây là 60 kiếm cắt tệ. Trương Huyền không có đi nhận tiền, nhìn lại. Bạch sư tỷ, tiền này ta không lấy, chỉ muốn làm phiền ngươi một việc, không biết có được không? Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày, lại không còn vui vẻ như vừa rồi, mơ hồ mang theo không vui. Chuyện gì? Thu tiền, là một giao dịch, không lấy tiền. Khẳng định sự tình mong muốn là tiền không cách nào giải quyết. Chẳng qua loại thuốc này của đối phương có thể cứu mạng ra ra, xem như ân nhân, không tiện từ chối lắm. Sư tỷ hẳn là có thể thấy được, tu vi của ta đã đi đến cổ thánh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước cuối cùng. Trương Huyền nói, ngươi muốn ta giúp ngươi đột phá. Bạch Nguyễn Khanh cau mày. Cổ thánh tứ trọng đến hư tiên, là nội môn cùng hạch tâm chênh lệch, giá trị tuyệt không phải 60 kiếm cắt tệ. Dĩ nhiên không phải chuyện này. Trương Huyền cười cười. Ta là kiến thức đạt đến bình cảnh, tàng thư khố bên nội môn tìm rất lâu, cũng không tìm được nội dung muốn tìm, muốn hỏi sư tỷ một chút, có thể mang ta đi tàng thư khố của đệ tử hạch tâm một chuyến hay không, không cần nhiều, chỉ nhìn 3 canh giờ là được. Đi tàng thư khố. Còn tưởng rằng yêu cầu gì, nghe được là cái này, Bạch Nguyễn Khanh sững sờ. Vừa rồi tuy nàng nói, hỗ trợ đột phá giá trị không chỉ 60 kiếm cắt tệ. Nhưng đối phương mãnh liệt yêu cầu, nàng khả năng vẫn sẽ hỗ trợ mua sắm phá trướng đan để hắn đột phá, tỷ lệ lớn hơn một chút. Thậm chí sẽ còn truyền thụ một ít kinh nghiệm đột phá. Đối phương chỉ muốn đi tàng thư khố đọc sách 3 canh giờ. Đổi một cái A, quá đơn giản. Bạch Nguyễn Khanh lắc đầu. Mong sư tỷ tác thành. Trương Huyền ôm quyền. Đối với hắn mà nói, không có gì quý hơn đọc sách. Chỉ cần có sách, đột phá tu vi. Đơn giản giống như uống nước. Tốt. Thấy vẻ mặt hắn thành thật, Bạch Nguyễn Khanh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người người đều biết tu luyện, hiếm thấy người này có thể khu trừ sốc nổi, biết đọc sách, đúng là không tệ. Sư tỷ. Thấy hai người nói xong, chuẩn bị rời đi, Lưu Lộ Kiệt ngừng tu luyện đi tới. Các ngươi đang nghiên cứu kiếm chiêu của ta rất biết điều. Bạch Nguyễn Khanh nói. Sau khi nàng thua, trong lòng cũng yên lặng cân nhắc không biết bao nhiêu lần, từ trên thánh thú phi hành hạ xuống, nhìn thấy hai người diễn luyện, chỗ nào không hiểu. Vâng. Lưu Lộ Kiệt gật đầu thừa nhận. Có thu hoạch gì không? Bạch Nguyễn Khanh cười cười. Có một chút thu hoạch, cũng có chút nghi ngờ, vừa định lĩnh giáo Bạch sư tỷ. Lưu Lộ Kiệt vội nói. Mặc dù hắn là nội môn đệ nhất nhân, nhưng trước mắt là đệ tử nội môn, tu vi càng có khả năng đạt đến chân tiên cảnh. Lý giải kiếm thuật. Khẳng định mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Mời nói. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Ta rất biết điều thi triển một chiêu này, đơn giản suôn sẻ,
thoạt nhìn tốc độ không nhanh, nhưng lại làm cho không người nào có thể tránh né. Ta cùng Vương Kiệm Đông thương nghị rất lâu, cũng không có lý giải đến cùng thi triển thế nào. Trường kiếm trong tay Lưu Lộ Kiệt lắc một cái, thi triển ra một động tác, liên tục thi triển ba lần, đều có chút dở dở ương ương, dường như làm sao cũng không nghĩ ra. Trương Huyền tràn đầy im lặng. Chiêu này cũng không phải kiếm pháp, mà là hắn tiện tay thi triển ra chiêu số, trường kiếm đặt ngang quét về phía trước, vừa vặn có thể chém xuống toàn bộ kiếm khí công kích đến, chiêu số cực kỳ đơn giản, có thể chuyển hóa bị động thành chủ động, phòng ngự biến thành tấn công. Tiện tay thi triển ra, đối phương nghiên cứu thời gian dài như vậy. Còn không có hiểu rõ. Vừa rồi bản thân còn khen thiên tài. Chiêu này tập hợp phòng ngự cùng tấn công làm một thể, là kiếm thuật cực kỳ cao minh, người lý giải không được cũng rất bình thường. Bạch Nguyễn Khanh mở miệng nói. Đừng nói ngươi, cho dù là ta, đặc biệt cùng Phong lão thảo luận qua, đến bây giờ vẫn hiểu biết lơ mơ. Chẳng qua, cố hết sức có thể thi triển ra. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc một cái, đẩy ngang ra. Tuy không quá giống, nhưng cũng có ba bốn phần hình dáng. Chiêu kiếm pháp này, không phải là kiếm chiêu đặc biệt, rõ ràng là vị ta rất biết điều tiện tay thi triển ra. Trong mắt Bạch Nguyễn Khanh mang theo hưng phấn. Tiện tay thi triển đã lợi hại như vậy, để cho người ta khó mà đoán, thật không biết vị ta rất biết điều này đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Trong các ngươi nếu như điều tra ra cụ thể là ai, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Loại thiên tài này, là thần tượng ta tôn kính cùng sùng bái nhất, cho nên, ta nhất định phải gả cho hắn. Hết chương 3618. Chương 3619. Bạch Diệp trưởng lão muốn thu đồ. Gả. Ra mặt co lại, Trương Huyền kìm lòng không được lui về sau một bước, suýt chút nữa bị dọa chết tươi. Đại tỷ, chuyện cười không phải mở như vậy. Trái tim ta chịu không được. Nói thật, Bạch Nguyễn Khanh này cũng không xấu, ngược lại rất đẹp, đặc biệt là cặp chân dài kia, thẳng đứng thon dài, nhưng hắn là người có bạn gái, huống chi vị này chính là nữ bạo long, hơi không hài lòng liền đánh một trận. Người sắt cũng gánh không được a hát. Chí ít, hắn không có khuynh hướng bị tra tấn. Ngươi làm sao vậy? Thấy hắn ngạc nhiên biến sắc, giống như gặp quỷ, Bạch Nguyễn Khanh đang đắm chìm trong tôn sùng nghi ngờ nhìn lại. Ta muốn gả cho ta rất biết điều, ngươi lui lại kinh hoàng có ý tứ gì? Không có gì. Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải bảo vệ thân phận ta rất biết điều này, ngàn vạn không thể tiết lộ. Chiêu kiếm pháp này, Phong lão cùng ta nói rõ chi tiết qua, hẳn là như vậy. Không để ý tới hắn khiếp sợ, Bạch Nguyễn Khanh giải thích vài câu, dính dáng bí ẩn chiêu vừa rồi, đám người Lưu Lộ Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Nghe một hồi, Trương Huyền cố nén xúc động muốn phun ra, quay đầu đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như cái gì cũng nghe không được. Kiếm thuật tốt như vậy, bị lý giải thành như vậy. Tiếp tục nghe, thật không biết có thể nhẫn nại được muốn đánh người hay không. Nói thật, nếu không phải thực lực không đủ, khẳng định sớm đã cậy quan tài của tổ sư khai phái Lăng Vân kiếm các gia nhìn một chút, làm sao bồi dưỡng được một đám hậu nhân như vậy. Quên đi, thực sự không được, tìm cơ hội hảo hảo chỉ điểm cho bọn hắn. Đứng tại chỗ đợi một hồi, Bạch Nguyễn Khanh rốt cục giảng xong, vẻ mặt thỏa mãn nhảy lên lưng thú, Trương Huyền theo sát tới. Sơn phong của đệ tử Hạch Tâm, cách nội môn không tính quá xa, nửa đoạn cắm vào trong mây, tiên khí lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Ngồi ở trên lưng thú, Trương Huyền cảm thụ một chút, nơi này linh khí rõ ràng càng thêm mạnh mẽ hơn nội môn, tu luyện càng hơn gấp rưỡi. Phía trước chính là tàng thư khố, đây là lệnh bài đại biểu thân phận ta, người cầm liền có thể đi vào. Sau ba canh giờ ta tới đón ngươi. Thánh thú rơi vào trước tàng thư các, Bạch Nguyễn Khanh bàn giao. Nàng mệnh danh nữ bạo long, loại chuyện đọc sách này, từ trước tới nay không có kiên nhẫn gì, cùng hắn ở chỗ này chờ. Còn không bằng mau chóng cầm thuốc về cho Gia Gia, để Gia Gia nhanh khỏi. Đa tạ. Trương Huyền gật đầu. Đối phương không đi theo không còn gì tốt hơn, dù sao phương thức hắn đọc sách, khác biệt tất cả mọi người. Giống như tàng thư khố của đệ tử nội môn, chỉ cần giao nộp đủ kiếm các tệ, liền có thể đi vào. Nội môn là 4 kiếm các tệ một canh giờ, mà ở đây trọn vẹn tăng gấp 10 lần, đạt đến 40 kiếm các tệ một giờ. Bất quá hiện tại hắn tài đại khí thô. Cũng không quan tâm chút ấy, trực tiếp cho 120 viên, định 3 canh giờ. Tàng thư khố của đệ tử Hạch Tâm, ghi lại công pháp và kiếm pháp, quả nhiên ảo diệu hơn nội môn không biết bao nhiêu,
công pháp tu luyện hư tiên cảnh thình lình xuất hiện, hai mắt Trương Huyền sáng lên, từng hàng đảo qua, thu sạch thư tịch vào thư viện. Bất kể như thế nào, công pháp và tu vi mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể hình thành thiên đạo pháp quyết, dựa vào của cải hiện tại, tăng cao tu vi sẽ cực kỳ đơn giản. Bạch Nguyễn Khanh trở lại tiểu viện, đi tới trước mặt Bạch Diệp trưởng lão. Ra ra, mua được thuốc. Nói xong đưa tới ba cái bình ngọc. Lần trước cho ta uống chính là cái này. Nhận lấy bình ngọc, Bạch Diệp trưởng lão mở nắp bình ra, nhìn kỹ một hồi, có chút mê man. Tông môn vô số y sư, chế biến ra vô số đan dược chân quý, đều không có tác dụng gì với hắn, còn tưởng rằng có thể làm cho hắn thức tỉnh, sẽ là thứ càng quý giá, không nghĩ tới, vậy mà giống như nước sạch, một chút linh khí cũng không cảm ứng được. Thậm chí ngay cả một chút dược lực cũng phát giác không ra. Cái này, thật hữu dụng. Thoạt nhìn không đáng chú ý, lại có thể chữa khỏi thương thế của ngài, nhanh uống vào đi. Thấy bộ dáng của hắn, Bạch Nguyễn Khanh cười cười. Lúc trước nàng cũng không nhận ra được, nếu không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chắc chắn sẽ không tin tưởng dược vật của một đệ tử nội môn, có thể trị liệu thương thế trên người trưởng lão. Ta thử một chút. Đã sớm nghe Bạch Phong cùng cháu gái nói, Bạch Diệp trưởng lão không chần chờ nữa, bưng bình ngọc lên, ngửa đầu uống cạn. Dược dịch đi vào cổ họng, lập tức cảm thấy thương thế trong cơ thể xuất hiện giảm bớt, lực lượng làm nội tạng không ngừng hư thối trở nên mỏng manh. Thật lợi hại. Con mắt sáng lên, Bạch Diệp trưởng lão lại không nghi ngờ, mở ra hai bình còn lại nuốt vào. Thế nào? Nhìn ra ra liên tục uống ba bình, Bạch Nguyễn Khanh mang theo khẩn trương nhìn qua. Hô! Không có trả lời, Bạch Diệp trưởng lão nằm ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Cả người giống như huyễn ảnh xuất hiện ở giữa sân, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm. Xì 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 xì. Kiếm khí gào thét, linh khí trong viện tụ đến, tựa như gió lốc, một chiêu tiếp lấy một chiêu, trường kiếm ở trong tay Bạch Diệp trưởng lão, tựa như nước chảy mây trôi, nhìn dáng vẻ của hắn, chỗ nào giống như bị thương. Ra ra, người khỏe hẳn rồi. Nhìn thấy lão nhân vừa rồi còn nằm ở trên giường không cách nào động đậy, chạy đến trong viện luyện kiếm. Hốc mắt Bạch Nguyễn Khanh lập tức đỏ lên. Khoảng cách khỏe hẳn còn kém một ít, có điều lực lượng trước đó không cách nào loại bỏ, đã triệt để loại bỏ, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, trong một tháng hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dừng lại, trong mắt Bạch Diệp trưởng lão khó mà kìm nén hưng phấn. Sau khi bị thương nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, vốn cho rằng kiếp này liền xong, không nghĩ tới loại dược dịch thoạt nhìn không chút nào thu hút, lại nắm giữ công hiệu kỳ lạ như vậy. Chúc mừng ra ra. Bạch Nguyễn Khanh vội nói. Người bán thuốc này, đối với ta có ân cứu mạng. Không biết bây giờ ở nơi nào, ta muốn gặp mặt. Lại tu luyện một hồi, cảm giác tinh khí thần phục hồi từ từ, lúc này Bạch Diệp trưởng lão mới dừng lại, quay đầu hỏi. Là đệ tử nội môn, vừa rồi ta đưa đến tàng thư các của đệ tử Hạch Tâm. Bạch Nguyễn Khanh nói. Tàng thư các. Thấy ra ra không hiểu, Bạch Nguyễn Khanh nói rõ chi tiết một lần. Lấy ra dược vật lợi hại như vậy, chỉ yêu cầu đọc sách. Bạch Diệp trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Thực lực cao như vậy, còn muốn đọc sách, không có tâm nông nổi. Còn có loại người này. Vâng. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Đối phương chỉ yêu cầu đọc sách, nói thật, nàng cũng rất khiếp sợ. Cơ hội tốt như vậy, đổi lại người khác, tùy tiện yêu cầu, đi vào Hạch Tâm hẳn dễ như trở bàn tay. Đi tàng thư khố xem một chút. Lại tỉ mỉ hỏi thăm vài câu, Bạch Diệp trưởng lão gật đầu, vừa nói xong, đột nhiên dừng lại một chút. Trước không vội, A Phong. Lão ra. Bạch Phong đi tới trước mặt. Nơi này có một viên dịch dung đan, sau khi phục dụng, có thể duy trì một canh giờ, để ngươi biến thành một hình dáng khác, áp chế tu vi đến giống như vị bằng hữu kia, tìm cơ hội thăm dò một chút. Cổ tay khẽ đảo, trên tay Bạch Diệp trưởng lão nhiều ra một bình ngọc. Thăm dò. Nhận lấy đan dược, ánh mắt Bạch Phong sáng lên. Lão gia, đây là, tính toán thu hắn làm đệ tử. Thân là trưởng lão tông môn, không có khả năng vô duyên vô cớ đi dò xét đệ tử, huống chi đối phương có ân. Làm như vậy, chỉ có một mục đích, đó chính là, tính toán thu đồ. Biết Nguyễn Khanh mua sắm, không có nhân cơ hội vơ vét, đức hạnh không tệ. Lại thêm cứu mạng ta, chỉ để hắn đi vào tàng thư khố mà thờ ơ, mạng của ta chẳng phải quá không đáng tiền. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Diệp trưởng lão thản nhiên nói. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một trong tam đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Các, toàn bộ đại lục cũng là nhân vật tên tuổi lẫy lừng.
được người cứu mạng, chỉ làm điểm ấy, truyền đi cũng không đủ mất mặt. Ý tứ của lão gia ta rõ ràng. Bạch Phong cười cười, biết đối phương dụng tâm lương khổ. Thương thế ở hãm không thành, từ trước tới nay không cách nào trị liệu, hiện tại hắn bán ra thuốc chữa khỏi lão gia, coi như thật sử dụng hết dược vật, đối với những khác người cũng là hấp dẫn rất lớn, lão gia sợ hắn bởi vậy gặp tai họa, mới thu làm đệ tử, cho cái danh phận. Xem như một loại che chở. Hãm không thành, bảo vật nhiều vô kể, là địa phương vô số cường giả hướng về, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, tiến vào bên trong, có thể sống đi ra, trăm không còn một, coi như sống sót, cơ bản đều bị thương nặng, cuối cùng nuốt hận mà chết. Mấy ngàn năm nay, di khí đại lục, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm thử qua, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, một khi tin tức đối phương nắm giữ dược vật có thể chữa thương truyền đi, khẳng định sẽ trở thành đối tượng vô số người mơ ước, đến lúc đó nguy hiểm không nhỏ. Thu làm đệ tử, coi như người khác muốn động, cũng phải nhìn mặt mũi Bạch trưởng lão, xem như một hồi tai họa tiêu trừ trong vô hình. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Bạch Diệp trưởng lão xa xăm. Tuy ở trong kiếm các tương đối an toàn, nhưng lòng dạ khó lường không ít, vẫn phải cẩn thận một chút. Như vậy cũng coi như báo đáp ân cứu mạng, không đến mức làm cho đối phương bởi vậy chịu tội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, thực lực đủ. Nếu như lý giải kiếm thuật quá yếu, thu làm đệ tử, ta sẽ thật mất mặt. Vâng, ta đi làm ngay. Bạch Phong gật đầu, thân ảnh run rẩy, biến mất tại nguyên chỗ. Ra ra, thật muốn thu hắn làm đồ. Bạch Nguyễn Khanh rầu rĩ. Như vậy, ta chẳng phải thấp hơn hắn một bối phận. Cho tới nay, ta không có thu đệ tử qua, chỉ mong vị này, có thể đi qua Bạch Phong khảo hạch. Nhìn thấy cháu gái ăn quả đắng, Bạch Diệp trưởng lão cười cười. Chỉ cần thành công, liền là sư thúc của ngươi. Thân là vãn bối, đừng làm loạn, ngươi ở hạch tâm gây sự, ta đã nghe qua không ít. Sư thúc. Bạch Nguyễn Khanh nghiến răng. Vốn đang cho rằng gia hỏa kia có chút thật thà đáng yêu, vừa nghĩ tới tuổi tác nhỏ hơn mình, lại trở thành sư thúc, liền tức giận không thôi. Ra ra, nếu ngươi không có chuyện gì, ta đi tu luyện trước. Nhãn châu xoay động, Bạch Nguyễn Khanh nói. Đi đi. Bạch Diệp trưởng lão khoát tay áo. Vừa mới khôi phục, thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu, cần cẩn thận điều dưỡng. Rời tiểu viện, hình dáng ngoan ngoãn của Bạch Nguyễn Khanh lập tức thay đổi. Răng nanh lộ ra, ánh mắt hung dữ. Trước đi giáo huấn hắn một trận, cùng lắm thì trước mặt ra ra xưng hô sư thúc, lúc không có người, để hắn gọi ta sư tỷ. Nàng được xưng nữ bạo long, từ nhỏ đến lớn chỗ nào thua thiệt qua, kêu một người tu vi thấp hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình là sư thúc. Thực sự nhẫn không được. Quản hắn là ai, trước dậy dỗ lại nói. Dù sao ra ra cũng muốn khảo hạch, coi như trước thời hạn. Thánh thú phi hành lần nữa rơi vào trước tàng thư khố, dựa vào thân phận của nàng, không cần lệnh bài, liền có thể trực tiếp đi vào. Hắn không phải nói đang đọc sách hư. Đi vào cửa phòng, Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày. Toàn bộ tàng thư khố dị thường yên tĩnh, thật giống như không người đến qua, không nghe được âm thanh lật sách. Dọc theo giá sách đi vào trong, đi hơn phân nửa, lúc này mới phát hiện thanh niên kia, đang đứng ở trước một hàng giá sách, trong tay không có cầm sách, cũng không nhìn tới. Mà theo phương hướng thư tịch, không ngừng đung đưa đầu. Người đang làm gì? Nhìn một hồi, thấy tên này không có ý tứ lấy sách ra, Bạch Nguyễn Khanh nhìn không được. À, người đã đến. Thấy là nàng, Trương Huyền cười cười. Ta đang tìm thư tịch. Không hổ là tàng thư khố của đệ tử Hạch Tâm, số lượng thư tịch rất nhiều, thời gian dài như vậy, cũng mới thu nhận không đến một nửa. Xem ra thu sạch, khả năng thật đúng là cần 3 canh giờ. Hết chương 3619. Chương 3620. Đập choáng Bạch Nguyễn Khanh. Ở tàng thư các này, ta tới qua nhiều lần rồi, ngươi cần tìm dạng thư tịch gì, nói với ta giúp ngươi tìm. Bạch Nguyễn Khanh nhíu mày nói. Ở đây không có cách nào động thủ, đối phương một mực tìm đi, cũng không thể một mực đi theo a. Ta cũng là tùy ý chọn, cũng chưa có xác định muốn tìm quyển nào, không cần phải để ý đến ta, tùy ý nhìn một chút. Sau 3 canh giờ, liền ra ngoài. Trương Huyền xua tay. Thật vất vả tới đây một lần, đương nhiên là ghi chép tất cả thư tịch, như vậy đối với công pháp, võ kỹ, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Nếu không, ngươi tới đây một chút. Thấy kẻ trước mắt này đang khi nói chuyện con mắt đã quét qua giá sách trước mặt, đi vào hàng tiếp theo, toàn bộ tìm hết như vậy, không biết năm nào tháng nào, Bạch Nguyễn Khanh có chút kìm nén không được.
Nàng từ trước tới nay không có kiên nhẫn, nén một hai canh giờ, đầu sẽ nổ tung. Đi đâu? Thấy nàng biểu lộ cổ quái, Trương Huyền hơi nghi hoặc nhìn qua. Chuyện gì? Đến tĩnh thất bên kia. Bạch Nguyễn Khanh chỉ tĩnh thất dùng để đọc sách, tu luyện trong tàng thư các. Tĩnh thất? Trương Huyền rầu rĩ. Cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Lông mày nhảy dựng, Bạch Nguyễn Khanh có loại xúc động muốn bóp chết gia hỏa này. Chỉ là hỏi thăm ngươi một ít vấn đề trong tu luyện. A hát, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất chú ý tiết tháo, ngàn vạn lần không thể mất ở đây. Ngươi, thấy hắn như chút được gánh nặng, Bạch Nguyễn Khanh suýt chút nữa không có khống chế nổi, tại chỗ ra tay. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là mỹ nữ trong trăm có một, toàn bộ hạch tâm, không biết bao nhiêu người muốn âu yếm, đơn độc ở chung. Bản thân hẹn đối phương đi tĩnh thất. Cái tên này lại còn bộ dáng như thế. Ngươi có ý tứ gì? Cho rằng ta sẽ ăn ngươi. Sợ bị đối phương nhìn ra cái gì, cố nén ngực sắp bùng nổ, gấp rút hít thở hai cái, ép lại lửa giận trong nội tâm, đi thẳng về phía trước. Tuy cùng tên này tiếp xúc ít, nhưng cũng coi như kiến thức, mỗi nói một câu, liền có thể làm người ta tức chết, đáng đời độc thân. Đi vào tĩnh thất, đợi Trương Huyền tiến vào, kẹt kẹt một tiếng đóng cửa lại. Làm gì? Trương Huyền che ngực cùng cổ áo, vẻ mặt cảnh giác. Mắt Bạch Nguyễn Khanh tối sầm lại, nghiến răng nhịn xuống, kích hoạt cấm chế cách âm trong căn phòng, lúc này mới nhìn lại. Ta muốn hỏi, người tên là gì, tu vi cụ thể cao bao nhiêu? Trên đường ta không phải đã nói rồi sao? Ta tên Trương Huyền, tu vi hiện tại là phá toái hư không đỉnh phong. Trương Huyền giải thích nói. Thời điểm tới hạch tâm, đối phương hỏi thăm qua, nghĩ đến cũng không có gì cần che giấu. Liền nói tên thật. Còn tu vi cao một chút liền có thể nhìn thấu, càng không cần tận lực giấu giếm. Phá toái hư không đỉnh phong đúng không? Bạch Nguyễn Khanh cắn chặt răng ngà, tu vi toàn thân lập tức như thủy triều hạ xuống, sau một khắc đã giống như hắn, đều là phá toái hư không đỉnh phong. Hiện tại ta áp chế tu vi giống như ngươi, cùng ngươi tỉ thí một trận. Thua, từ hôm nay trở đi, phải đối với người thắng nói gì nghe nấy, không cho phép nuốt lời. Tỷ thí. Trương Huyền không hiểu rõ nổi. Còn tưởng rằng là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, không nghĩ tới muốn tỷ võ. Chỉ là, nữ bạo long này, lại phát thần kinh gì a? Không sai. Bạch Nguyễn Khanh gật đầu. Nói gì nghe nấy, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự sát, ta cũng phải tuân thủ. Trương Huyền lắc đầu. Tuy cùng cấp bậc chắc thắng, loại cược này cũng không muốn đánh. Biết điều mới là bổn phận của hắn, là vương đạo. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tự sát, muốn ngươi mặc kệ về sau có thân phận gì. Cũng phải gọi ta là sư tỷ, giống như sư đệ khác tôn trọng ta, nghe mệnh lệnh của ta. Hoạt động một chút, xương cốt toàn thân Bạch Nguyễn Khanh kéo kẹt vang vọng. Không hiểu ra sao, Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại ta xưng ngươi là sư tỷ A Hát, ta thật muốn xem sách. Nói xong xoay người muốn đi ra gian phòng. Hiện tại hắn là đệ tử nội môn, nhìn thấy đệ tử hạch tâm. Khẳng định phải xưng hô sư tỷ. Chạy đi đâu? Khẽ kêu một tiếng, chẳng muốn phí lời, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc một cái, thẳng tắp đâm tới Trương Huyền. Quản hắn thừa nhận hay không, trước thu phục lại nói. Kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, tu vi áp chế đến phá toái hư không đỉnh phong, so với cổ thánh nhất trọng, có thể thi triển ra càng nhiều kiếm pháp, lực lượng cũng càng thuận buồm xuôi gió, kiếm chiêu vừa ra, so với lúc ở thông thần điện. Mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt liền đóng kín tất cả đường lui của Trương Huyền. Nàng cũng không muốn giết người, mà là muốn đánh đối phương thần phục, về sau không dám lấy thân phận sư thúc mệnh lệnh mình. Không nghĩ tới nàng trực tiếp ra tay, Trương Huyền tràn đầy im lặng. Khó trách được người xưng là nữ bạo long, quả nhiên không theo đạo lý nào. Nhẹ nhàng run rẩy, từ trong kiếm mang né tránh ra, Trương Huyền lắc đầu. Sư tỷ, ta thật không phải đối thủ của ngươi. Không cần tiếp tục so. Thấy mình dùng ra kiếm chiêu hung mãnh như vậy, đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, chẳng những không có sợ hãi, còn nhàn nhã nói chuyện, Bạch Nguyễn Khanh sầm mặt lại. Lấy kiếm của ngươi ra, để ta xem thực lực chân chính của ngươi một chút, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Siêu siêu siêu. Tiếng nói kết thúc, liên tục ba kiếm, một chiêu nhanh hơn một chiêu, toàn bộ tĩnh thất bị kiếm khí che kín. Thời điểm xây dựng tàng thư khố. Sở tu luyện giả xem xong sách có lĩnh ngộ, thả ra lực lượng quá mạnh,
hủy tàng thư, cố ý xây dựng tính thất cực kỳ chắc chắn, trận pháp bên trong, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không thể tổn thương, bởi vậy kiếm khí của Bạch Nguyễn Khanh, mặc dù lợi hại, nhưng không đâm rách mặt tường. Trương Huyền lấp lóe, tránh thoát ba kiếm, vẻ mặt chân thành. Ngươi nhìn, ta thật không phải đối thủ. Thấy kiếm pháp nhanh như vậy, đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, còn bộ dáng này, Bạch Nguyễn Khanh có chút phát điên. Nhanh xuất kiếm, nếu không ta động thủ thật. Hô! Kiếm khí gào thét, tốc độ trường kiếm tấn công càng nhanh. Nàng có thể tu luyện Trầm Tuyết kiếm pháp, chứng minh khống chế tốc độ đã đạt đến tình trạng vô cùng cao thâm, giờ phút này toàn lực thi triển, tính thất xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, dường như rơi vào trong đó, người lại mạnh cũng chạy trốn không xong. Kiếm nàng nhanh, bóng người càng nhanh, bất kể công kích như thế nào, cũng giống như cùng đối phương kém một tia, bất luận trường kiếm hay kiếm khí, đều không đả thương được mảy may. Ta không tin. Sắc mặt dần dần xanh lại, động tác càng nhanh, vốn cho rằng vị Trương Huyền này, sẽ không thong dong giống vừa rồi, lại thấy hắn ngáp một cái, bàn tay vỗ miệng. Ta là thật đánh không lại ngươi, ngươi bảo làm sao rút kiếm. Đây không phải bức ta tự sát ư. A hát a hát a hát. Bạch Nguyễn Khanh muốn điên rồi. Nếu như ngươi chật vật không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, nói đánh không lại, ta tin. Một bên ngáp, một tay đập miệng. Một tay gãi ngứa, thậm chí trên mặt còn mang theo sầu khổ. Nói như vậy, là đùa ta đúng không? Trong mắt đỏ hoe, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, đối phương ngoài miệng nói không phải đối thủ, thân ảnh lại giống như thuyền trong bọt sóng, bất luận sóng lớn ngập trời, ta tự theo gió nhấp nhô, nước thủy chung không cách nào bao phủ. Xuất kiếm, liên tục ra hơn 20 chiêu, ngay cả góc áo của đối phương cũng không có đụng phải, lại nhịn không được, Bạch Nguyễn Khanh triệt để tơi bời. Nếu không, chết đừng trách ta. Hô! Trường kiếm lắc một cái, lần nữa thi triển ra Trầm Tuyết kiếm pháp mạnh nhất. Nàng vốn không có quá nhiều kiên nhẫn, nếu không cũng không có khả năng liên tục đá bể mấy đệ tử hạch tâm. Liên tục thi triển ra nhiều công kích như vậy, cũng không có làm bị thương mảy may, vốn không có nhiều kiên nhẫn, bị triệt để tiêu hao hầu như không còn. Kiếm khí đầy trời hình thành bông tuyết, không khí trong căn phòng lập tức lạnh lẽo xuống. Cho người ta một loại cảm giác thấm nhuần tận xương. Ai? Dạo bước ở trong kiếm chiêu của đối phương, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, nhịn không được thở dài một tiếng. Ta thật rất muốn biết điều, nhưng tại sao phải bức ta? Hắn chỉ muốn an tĩnh đọc sách, yên tĩnh tấn cấp, yên tĩnh làm một mỹ nam tử. Khó khăn như thế sao? Xem sách, chạy tới luận võ. Ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Phải làm như vậy sao? Ngươi nói cái gì? Thấy hắn lầm bầm lầu bầu, ngay cả tuyệt chiêu mạnh nhất của mình cũng không thèm để ý, nhẹ nhõm tránh né, trái tim của Bạch Nguyễn Khanh bỗng nhiên co rút lại, một ý nghĩ xông ra. Chẳng lẽ ngươi là... Cùng cấp bậc, nàng thi triển ra Trầm Tuyết kiếm pháp, Lưu Lộ Kiệt cũng không chống đỡ được. Một gia hỏa nội môn không biết tên, không những không đả thương được, còn đi bộ nhàn nhã. Nàng không tự chủ được nhớ tới ta rất biết điều kia. Chẳng lẽ vị thần bí nhân kia, chính là gia hỏa trước mắt này? Đang khiếp sợ, vừa định nói ra suy đoán trong lòng, liền nghe thanh niên trước mắt lần nữa than thở. Đã ẩn giấu không nổi, chỉ có thể xấu hổ. Hô! Tiếng nói còn không có kết thúc, bàn tay lăng không đè ép xuống. Cánh tay của hắn không dài, nhưng trong nháy mắt đã đột phá kiếm khí phong tỏa, đi tới phía trước, cảm giác áp bách mạnh mẽ, Bạch Nguyễn Khanh hô hấp dồn dập, có chút không kịp thở. Không, không nghĩ tới phá toái hư không có thể thi triển ra lực lượng như vậy, đồng tử của Bạch Nguyễn Khanh co rụt lại, không áp chế tu vi trong cơ thể. Răng rắc, một cái chớp mắt, tu vi liền từ phá toái hư không khôi phục lại hư tiên cảnh, nhanh chóng bay lên. Hư tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chân tiên cảnh sơ kỳ. Giống như suy đoán, nàng quả thật đã đột phá hư tiên cảnh, đạt đến chân tiên cảnh. Chân tiên. Chân khí liên tục không ngừng, coi như ở Lăng Vân kiếm các, cũng có thể trở thành trưởng lão nội môn, được cho một phương cường giả. Hô! Tu vi của nàng khôi phục như lúc ban đầu, không để ý tới tiếp tục tiến công, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng chẳng biết tại sao, bàn tay của đối phương giống như đã biết hướng đi của nàng, bất kể né tránh như thế nào, cũng nghiền ép đến, để cho người ta không kịp trách né. Làm sao có thể, ngươi thật chỉ là, phá toái hư không đỉnh phong. Da mặt không ngừng lay động, Bạch Nguyễn Khanh sắp muốn điên rồi. Thực lực của đối phương, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ có phá toái hư không đỉnh phong,
không có tăng trưởng, nhưng nàng khôi phục cảnh giới chân tiên sơ kỳ, vậy mà làm sao cũng không tránh khỏi một trưởng này. Giống như tất cả chiêu số cùng thân pháp của nàng, đối phương rõ như lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Lăng Vân kiếm các, thiên tài vô số, quả thực có không ít người có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng vượt qua một hai tiểu cấp, hiếm khi thấy, dù sao tất cả mọi người là cao thủ, tu luyện cũng là công pháp và kiếm pháp tương đồng. Phá toái hư không đối chiến chân tiên, trong lòng mình sinh ra cảm giác bất lực. Rốt cục mạnh đến mức nào? Ta không tin. Lực lượng trong cơ thể lần nữa bạo phát, cả người sắp bùng nổ, chân khí chân tiên cảnh kích động, trận pháp của Tĩnh Thất tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Chớ phản kháng, ngoan. Bên tai vang lên thanh âm nhàn nhạt của thanh niên, bàn tay hô. Một chút biến mất, Bạch Nguyễn Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phù phù. Té ngã trên đất, ngất đi. Làm sao bây giờ? Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền thu tay mà đứng. Đối phương một mực bức bách, không thi triển chiêu số, khẳng định sẽ bị đối phương yêu cầu làm một ít chuyện bản thân không muốn làm. Nhưng xuất thủ, lại sẽ bị phát giác thân phận. Nếu là đệ tử phổ thông, giết là được. Nhưng vị trước mắt này, là cháu gái ruột của một trong tam đại trưởng lão, có gì sơ suất, căn bản trốn không thoát. Chẳng lẽ mới đi đến Lăng Vân kiếm các không đến một ngày, liền biến thành tồn tại toàn bộ kiếm các truy nã. Người ưu tú, cuối cùng có phiền não đếm không hết, ai? Trong mắt Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.